Thiền sư mang lại hạnh phúc cho mọi người với bộ não trẻ hơn 8 tuổi. Vị thiền sư dưới đây được mệnh danh là bậc thầy về thiền định và là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới. Đó là Yungay Mingyu Rinpoche. Ông đã tham gia một thí nghiệm vào năm 2002 và nghiên cứu này đã khiến các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên. Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học đã đo chỉ số hạnh phúc từ sóng não của ông trong quá trình thiền định. Kết quả cho thấy rằng một chỉ số quan trọng trong sóng não của ông cao hơn 700% so với người bình thường, một con số đáng kinh ngạc. Dữ liệu sau khi đưa ra đã khiến các nhà khoa học nghi ngờ rằng có thể thiết bị đã bị lỗi. Họ đã phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, nhưng cuối cùng hệ thống đã được xác nhận rằng nó hoàn toàn bình thường. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay để xem cuối cùng việc gì đã xảy ra khiến họ kinh ngạc như vậy. Vị yogi này đang ở trạng thái thiền định và thể hiện một trạng thái tinh thần hạnh phúc. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rằng những gì đã được quan sát là dao động gamma trong não. Đó là một làn sóng não rất nhanh. Nó cũng xuất hiện ở những người bình thường, nhưng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, chưa được một giây, với biên độ không lớn lắm. Tuy nhiên, theo quan sát, những làn sóng gamma của vị yogi này trong lúc thiền định có tín hiệu rất mạnh. Chúng được đồng bộ hóa cao và tồn tại trong một thời gian dài, trong suốt quá trình thiền định. Xét từ quan điểm khoa học, có những hiện tượng khiến các nhà khoa học không thể tin vào mắt mình. Nhóm các nhà nghiên cứu này được dẫn đầu bởi Richard Davidson, nhà tâm lý học tại Đại học Wisconsin, Madison, còn khám phá ra một điều bất ngờ sau khi thực hiện thí nghiệm quét não của Yungay Mingyu Rinpoche trong hơn 14 năm, bắt đầu từ năm 2002. Kết quả này sẽ được so sánh với kết quả của 105 người lớn cùng độ tuổi. Những người này được theo dõi và kiểm soát liên tục để các nhà nghiên cứu có thể biết được lão hóa não bình thường trông sẽ như thế nào. Bởi theo nhiều nghiên cứu trước đây, thiền về mặt khoa học đã được chứng minh rằng nó thực sự có khả năng thay đổi não bộ. Nhưng Davidson muốn có những bằng chứng cụ thể hơn. Ví dụ như các bản quét não thông qua sự hỗ trợ của vị tu sĩ này. Họ phát hiện ra rằng sau hơn 60.000 giờ thiền định, não bộ của vị tu sĩ này trẻ hơn 8 tuổi so với tuổi thật. Nghĩa là nó đã chậm lão hóa hơn so với bộ não khác rất nhiều. Vị hành giả này sinh năm 1975 tại một ngôi làng nhỏ thuộc dãy Himalaya gần biên giới của Tây Tạng và Nepal. Ông đã thể hiện tài năng học tập tuyệt vời từ khi còn nhỏ. Trong những năm tháng tuổi thơ đầu đời, ông đã phải trải qua những khủng hoảng khiến bản thân không còn hứng thú với việc tiếp xúc với mọi người xung quanh, cũng như nhìn cuộc sống bằng một màu xám xịt. Nhưng từ năm 9 tuổi, bằng con đường thiền định, ông đã tự mình vượt qua những cơn hoảng loạn này. Ngoài việc học, vị thiền sư này cũng đã hoàn thành nhiều đợt thiền định khá dài và tiếp tục nhận quán đỉnh của nhiều đạo sư vĩ đại. Năm 17 tuổi, ông được bổ nhiệm làm đạo sư của phòng nhập thất. Việc này đã giúp ông trở thành bậc thầy nhập thất trẻ tuổi nhất tại thời điểm đó. Mặc dù có xuất thân giàu có, mẹ của ông là hậu duệ của hai vị vua Tây Tạng là Somsen Gampo và Chiso Deusen. Bốn anh trai của ông cũng là người có tên tuổi lớn, nhưng ông ấy không cần một cuộc sống dựa dẫm vào nền tảng của gia đình mình. Ông muốn theo đuổi một trạng thái và ý nghĩ cao hơn. Vào một buổi sáng tháng 6 năm 2011, một hướng dẫn viên phòng tập yoga đã gõ cánh cửa trong tu viện Bodh Gaya của vị hành giả này ở Ấn Độ, nhưng không nhận được phản hồi. Sau khi bước vào phòng, họ rất ngạc nhiên khi thấy đó chỉ là một căn phòng trống, và trên nền chỉ để lại một bức thư. Nội dung bức thư chỉ thể hiện mong muốn của ông, đó là trở thành một hành giả ẩn cư. Thời gian và địa điểm khởi hành chưa được xác định, nhưng ông ấy sẽ thiền ở bất cứ nơi đâu trên dãy Himalaya này. Ông không mang theo tiền hay tài sản, thậm chí còn không mang theo hộ chiếu, điện thoại di động hay bàn chải đánh răng. Trong thư, vị hành giả này đề cập, từ nhỏ ông đã có ước nguyện nhập thất tu hành và khao khát được đi khắp nơi. Ông mong những người luôn dõi theo mình đừng quá lo lắng và nói rằng sẽ gặp lại họ sau vài năm nữa. Tuy nhiên, trong vài năm tới đây, sẽ không ai biết được nơi ở của ông và ông cũng không thể liên lạc lại với gia đình. Nơi ông đến là một hang động xa xôi nằm trên dãy Himalaya. Ông phải mất 5 ngày để đi bộ đến đó. Ông dành riêng hang động này cho việc thiền mỗi ngày. Tuy nhiên, trong vài tuần đầu tiên của khóa nhập thất, ông Mingyu Rinpoche đã có một trải nghiệm cận tử khiến bản thân không thể nào quên. Nguyên nhân là do ông hái rau rừng ở trên núi
và không nhận ra được trong loại rau này có chứa kịch độc. Ông đã ăn nó trong bữa ăn và ngộ độc khá nặng. Phải mất vài ngày sau, sức khỏe của ông mới có thể phục hồi. Vượt qua trải nghiệm sâu sắc này đã khiến ông nhận ra sự quý báu của cuộc sống và ý nghĩa của sự tu tập. Sau hơn 4 năm nhập thất, ông Mingyur Rinpoche đã trở lại tu viện vào tháng 11 năm 2015. Khi nhìn lại kinh nghiệm tu tập trong khoảng thời gian này, ông ấy đã nói rằng việc tu tập trong các hang động ở Himalaya giúp ông cảm nhận được sự bình yên. Việc được sống gần gũi với thiên nhiên giúp ông nhìn thấy được sự thuần khiết và vẻ đẹp của tự nhiên. Ông ấy có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng gió thổi. Thỉnh thoảng những âm thanh của mưa lớn sẽ lấp đầy hang động. Những âm thanh tự nhiên đầy yên bình và đẹp đẽ khiến ông cảm thấy trong tâm mình bình tĩnh và thoải mái hơn. Ngoài nền tảng rộng lớn của mình trong thiền và triết học Phật giáo, ông còn dành sự quan tâm cả đời cho tâm lý học, vật lý học và thần kinh học. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bắt đầu một loạt các cuộc thảo luận không chính thức với nhà thần kinh học nổi tiếng Francisco Valera, người đã đến Nepal để học thiền với cha của mình là Tunku Uyên Rinpoche. Nhiều năm sau đó, vào khoảng năm 2002, Mingyur Rinpoche và một số các thiền sinh tu tập dài hạn khác đã được mời đến phòng thí nghiệm Wiseman làm thí nghiệm về hình ảnh và ứng xử của não bộ tại Đại học Wisconsin theo yêu cầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông cũng là một tác giả nổi tiếng thế giới với cuốn sách Sống một đời vui. Quyển sách này ra đời như một công việc khá đơn giản là sắp xếp những bài giảng trước công chúng của ông thành một bản thảo tương đối hợp lý. Ông Mingyur Rinpoche cảm thấy rất may mắn khi mang quyển sách này đến với mọi người. Và hơn thế, nó trở thành quyển sách bán chạy nhất thế giới trên tờ New York Times, sau đó còn được dịch sang 20 thứ tiếng. Tháng 1 năm 2016, ông lại một lần nữa bắt đầu khóa nhập thất thứ hai với gần một tháng an cư ngắn hạn. Mingyur Rinpoche rất được yêu mến vì ông đặc biệt dễ gần, cách giảng dạy cũng dễ hiểu và thú vị. Phong cách giảng dạy của ông được ảnh hưởng sâu sắc bởi khoa học kết hợp với trí tuệ cổ xưa của Tây Tạng, làm cho mọi người dễ dàng chấp nhận, cảm nhận được nhiều năng lượng tích cực. Cái tên Mingyur Rinpoche đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai trong tâm trí của mọi người. Khiếu hài hước của ông làm cho mối quan hệ giữa ông và học sinh trở nên thân thiết và thoải mái. Mọi người luôn nhìn thấy ông với nụ cười vui vẻ thường trực trên môi. Như ông đã nói, hạnh phúc không đến từ những điều kiện bên ngoài, mà đến từ sự bình yên và trí tuệ bên trong. Một trong những niềm đam mê lớn nhất của ông Mingyur Rinpoche là đem thực hành thiền đến với mọi người ở tất cả các địa vị trong xã hội. Ông đã, đang và làm việc cùng với những người chuyên nghiệp từ các ngành nghề khác nhau để làm cho hoạt động thiền định nhập thất thích nghi trong nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm bệnh viện, trường học, nhà tù và đào tạo lãnh đạo. Ông đang nỗ lực phát triển các chương trình để đào tạo các trợ giáo và các cố vấn viên để giảng dạy thực hành thiền trong nhiều bối cảnh khác nhau. Thiền sư Yongay Mingyur Rinpoche với rất nhiều cố gắng đã cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc là một dạng lựa chọn. Sự tỉnh thức của trái tim và nhận biết mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh là con đường tốt nhất dẫn đến niềm vui. Thiền sư Ấn Độ có thể ở hai địa điểm cùng lúc và có khả năng thôi miên chỉ bằng một ngón tay. Đây là hình ảnh thật của ông Karoli Baba, người đàn ông mà chúng ta khó có thể tìm thấy nhiều thông tin về ông trên các phương tiện truyền thông mạng. Ông là một vị thiền sư Ấn Độ nổi tiếng với cuộc đời như một câu chuyện truyền thuyết bí ẩn. Người dân Ấn Độ thường kể về ông như một trong những nhân vật bí ẩn nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại. Ông Karoli Baba được sinh ra vào khoảng những năm đầu của thế kỷ 20 trong một gia đình Bà La Môn tại miền Bắc Ấn Độ. Ông Karoli Baba đã được cha mẹ làm lễ kết hôn với một người con gái. Tuy nhiên, vì không hứng thú với việc lập gia đình, ông ấy đã rời khỏi nhà để thực hiện những chuyến đi lang thang vòng quanh Ấn Độ và tham gia vào phong trào độc lập Ấn Độ vào năm 1942. Sau thời gian đó, ông Karoli Baba đã quay trở lại quê hương, bắt đầu tu hành và thiền định và nhận được nhiều sự quan tâm của các thiền sinh. Nổi tiếng với sự tốt bụng và tận tâm, ông được những tín đồ tôn sùng là người khai sáng nhiều linh hồn lang thang và là vị cứu tinh của những trái tim đang than khóc. Mọi người cũng cho rằng ông Karoli Baba sở hữu nhiều sức mạnh kỳ diệu như có thể phân thân ra nhiều nơi cùng một lúc hoặc đưa một người vào trạng thái thôi miên chỉ bằng cách tiếp xúc với ngón tay. Tương tự như điều mà Ngài Ramakrishna, một vị tu sĩ Phật giáo Ấn Độ kiêm nhà triết học, đã làm với Swami, và sau đó Swami đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
lời răn dạy và sức ảnh hưởng của ông Karoly Baba thậm chí còn lan truyền sang các quốc gia phương Tây. Và một số người nổi tiếng cũng đã trở thành tín đồ của ông ấy, như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay nhà văn Mỹ Albert, vì họ tôn sùng và tin tưởng vào sự hiểu biết của ông. Trong đó, nhà tỷ phú thiên tài Steve Jobs từng dừng mọi công việc và các cuộc gặp gỡ ngoại giao để đến đền thờ Kanchi của Karoly Baba vào giữa những năm 1974, tức là vào thời điểm 2 năm trước khi sáng lập Apple. Tuy nhiên, ông không biết rằng nhà sư huyền bí này đã qua đời gần một năm trước. Để tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh, dù ông Karoly Baba không còn, Steve Jobs vẫn quyết định ở lại đạo tràng của Karoly Baba. Và trong 7 tháng tiếp theo, ông ấy đã đi khắp các bang phía Bắc Ấn Độ để được tiếp xúc nhiều hơn với Phật giáo. 2 năm sau, ông trở thành nhà đồng sáng lập cho thương hiệu Apple nổi tiếng thế giới. Ông Karoly Baba đã chỉ dạy cho những người tu hành theo mình 6 bước hành thiền để thực hành nhất quán. Tuy không nói luyện tập theo ông thì mọi người sẽ có được phép thần thông quảng đại hay đạt đến cảnh giới tối cao nào đó. Nhưng nếu mọi người chăm chỉ luyện tập sẽ cảm nhận được nhiều thay đổi trong cơ thể và cũng có khả năng phát triển được nhiều sức mạnh kỳ diệu. Người ta nói rằng đã có một vị Hanuman xuất hiện ở Kanpur khi ngôi đền vừa được hoàn thiện. Hanuman ở đây là hình tượng thần khỉ từng được kể lại trong sử thi Ramayana của Ấn Độ, từng giúp đỡ người anh hùng Rama trong cuộc chiến chống lại vô quỷ Ravana. Lúc này, ông Karoly Baba được mời đến làm lễ, nhưng lúc đó ông đang ở Allahabad, một nơi rất xa Kanpur, vì vậy ông đã từ chối. Sáng sớm hôm sau, Karoly Baba thức dậy như thường ngày, nhưng sau đó ông nói với mọi người rằng mình cảm thấy không được khỏe, vì vậy ông đã về phòng để nghỉ ngơi. Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến hôm sau. Những người đi dự lễ từ Kanpur đã về đến Allahabad và họ đều nói rằng nhờ sự tham gia của ông Karoly Baba mà buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhưng những người ở Allahabad đều không tin vào điều đó, vì họ đã chứng kiến ông Karoly Baba đã nghỉ ngơi trong phòng cả ngày. Ngay cả khi nếu ông ấy cố gắng để đến nơi đó, thì thời gian đi đến Kanpur cũng phải mất ít nhất 10 tiếng. Theo những người tham gia buổi lễ nói rằng, ông Karoly Baba đã có mặt để chủ trì buổi lễ vào khoảng thời gian từ 7 giờ đến 12 giờ sáng. Điều đó có nghĩa là ông ấy phải đến ở Kanpur lúc 5 giờ. Nhưng việc này là không thể xảy ra, bởi song song với thời gian tổ chức lễ, những người tại Allahabad đều nhìn thấy ông trở về phòng ngủ của mình. Đây là một câu chuyện huyền thoại khiến mọi người không thể nào tin được. Họ không biết rằng làm cách nào mà ông ấy có thể có mặt ở hai địa điểm vào cùng một khoảng thời gian. Năm 1958, một câu chuyện nổi tiếng khác về ông Karoly Baba khi ông bắt đầu một chuyến du hành rời khỏi quê hương. Lúc đó ông đã bước lên một con tàu nhưng chưa mua vé. Vì vậy người soát vé quyết định dừng tàu và buộc ông Karoly Baba xuống xe. Nhưng điều kỳ diệu là sau khi ông bị ép xuống tàu thì chuyến tàu cũng đột ngột tắt máy, không thể khởi hành. Sau nhiều lần cố gắng khởi động tàu, một người nào đó đã gợi ý cho người soát vé là hãy mời Karoly Baba trở lại con tàu. Ông Karoly Baba đã nói rằng sẽ đồng ý lên tàu nếu công ty đường sắt đáp ứng với ông hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ông muốn công ty đường sắt hứa với mình rằng sẽ xây một nhà ga ở làng Karoly, vì lúc đó dân làng phải đi bộ rất xa mới có thể đến được nhà ga gần nhất. Điều kiện thứ hai là công ty đường sắt phải cải thiện thái độ của mình, đối xử tốt với tất cả hành khách. Sau khi nhận được sự đồng ý từ quan chức công ty, ông Karoly Baba đã bước lên tàu. Ngay lập tức, con tàu có thể khởi động và vận hành trơn tru như chưa từng xảy ra sự cố gì. Sau khi câu chuyện trên chuyến tàu được lan truyền, ngôi làng nơi chuyến tàu dừng lại cũng đã được đổi tên thành làng Karoly để kỷ niệm sự kiện này. Ông Karoly Baba đã từng nói với những tín đồ của mình rằng ông ấy không là ai cả, ông ấy không có bài diễn văn nào, nhưng sẽ thường chỉ dạy cho mọi người qua những câu chuyện ngắn gọn và giản dị. Thông thường ông sẽ ngồi hoặc nằm trên một chiếc ghế dài bằng gỗ và quấn kín người bằng một cái chăn, trong khi một số tín đồ sẽ ngồi xung quanh ông. Một số du khách đến và rời đi sẽ được ông ấy cho thức ăn, sau đó chỉ nói với họ vài từ, gật đầu và vỗ nhẹ vào đầu hoặc lưng, sau đó để họ rời đi. Ông Karoly Baba rất quan tâm đến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Nếu biết được một người nào đó đang khó khăn, ông ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ và hỗ trợ họ. Ông cũng thành lập một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ mồ côi và nghèo khó, bởi đó là những mầm non tương lai. Ông Karoly Baba đã từng dạy mọi người rằng chấp thủ và bản ngã là những trở ngại lớn nhất đối với sự giác ngộ. Một người có học và một kẻ ngốc đều giống nhau
chừng nào còn chấp thủ và bản ngã trong cơ thể vật chất. Ông ấy sẽ khuyên mọi người cứ thuận theo sự sắp đặt của tạo hóa để họ có thể phát triển tình yêu và niềm tin cuộc sống, nhờ đó thoát khỏi những lo lắng không cần thiết. Cho đến 1 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 1973, ông Karoli Baba đã qua đời sau khi rơi vào tình trạng hôn mê vì căn bệnh tiểu đường. Những người có mặt tại đền thờ Kanchi đã đưa ông ấy đến phòng cấp cứu tại bệnh viện, và tại đây, một vị bác sĩ đã tiêm thuốc và đeo mặt nạ dưỡng khí lên mặt cho ông. Nhân viên bệnh viện nói rằng ông Karoli Baba đang trong tình trạng hôn mê do tiểu đường nặng, nhưng mạch của ông ấy vẫn rất ổn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Karoli Baba đã tỉnh dậy. Ông dùng tay kéo mặt nạ dưỡng khí ra khỏi mặt và giải đo huyết áp khỏi cánh tay, rồi nói với mọi người rằng những thứ này đã không còn tác dụng. Ông Karoli Baba chỉ xin một ngụm nước sông Hằng, nhưng vì hiện tại không có nên họ chỉ có thể mang nước thường cho ông. Sau đó, ông Karoli Baba đã lặp lại nhiều lần câu nói Chaya Jagadish Hare, có nghĩa là kính chào chúa tể của vũ trụ. Mỗi lần nói, ông vực ngày một thấp, rồi dần dần khuôn mặt ông cũng trở nên rất thanh thản và mọi dấu hiệu đau đớn đều biến mất. Ông ấy đã đi vào cõi vĩnh hằng. Những lời dạy cao cả của ông trong cuộc đời đã giúp nhiều người thay đổi suy nghĩ của bản thân. Trong triết lý của mình, ông thường khuyến khích mọi người rằng phục vụ người khác là hình thức cao nhất của sự tận tụy vô điều kiện. Khi chúng ta nghĩ và làm điều tốt thì những điều đẹp đẽ sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình. Đừng lo lắng bản thân sẽ thiệt thòi khi làm một việc tốt. Thiền sư điên sống bên hồ, từng rơi xuống hồ đóng băng 3 tiếng nhưng vẫn an toàn. Một vị thiền sư khỏa thân ngồi dưới thác nước giữa thời tiết lạnh giá, nhưng ông vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp mà không hề có dấu hiệu run rẩy dù nhiệt độ ngoài trời đang dưới 0 độ C. Dòng nước lạnh như băng từ trên thác nước cứ thế dội xuống người ông ấy, nhưng thiền sư vẫn bình thản nhắm chặt mắt mà không hề cảm thấy lạnh lẽo. Có thể quan sát thấy toàn bộ cơ thể và tâm trí của ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh hay dòng chảy của thác nước. Vị thiền sư này tên là Dorje Gyatsen. Ông đang hòa mình trong cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và huyền bí này mà không hề bận tâm đến những tác động từ bên ngoài. Thiền sư Dorje Gyatsen năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng ngoại hình của ông còn rất trẻ trung, với thân thể cường tráng, mái tóc dài đen nhánh cùng hàm râu quai nón rũ xuống, trông rất mạnh mẽ. Nơi ông sống và tu tập trong nhiều năm qua là một hồ nước được tạo ra từ tuyết tan trên núi. Nơi đây được ông xem là một nơi có năng lượng linh thiêng, hỗ trợ rất nhiều cho quá trình tu hành của mình. Điều kỳ diệu là ông Dorje Gyatsen đã đi chân trần suốt 41 năm, không cần giày, nhưng chân ông vẫn không hề có cảm giác lạnh lẽo. Thói quen này có thể giúp ông đi nhẹ như bay. Những người dân nơi đây rất quen thuộc với Dorje Gyatsen. Họ thường gọi ông là thiền sư chân trần hay nhà hiền triết điên, bởi ngoại hình của ông có phần hơi xuề xòa. Mỗi ngày thiền sư Dorje Gyatsen đều thực hiện rất nhiều bài tập thiền để rèn luyện thể chất và tinh thần của mình. Sự tu hành của thiền sư Dorje Gyatsen đã đạt đến trình độ rất cao, và ông ấy có thể làm được những điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Dorje Gyatsen vẫn được xem là một trong số ít những vị thiền sư vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng thời hiện đại, bởi con đường tu tập của ông vô cùng gập ghềnh, nhưng ông vẫn luôn kiên định với tín ngưỡng của chính mình mà không hề bị lay chuyển bởi thế giới bên ngoài. Không giống như những vị thiền sư khác, ông có một phương pháp tu tập đặc biệt sâu sắc của một vị thiền sư lỗi lạc. Ông ấy rất chú trọng đến mối liên hệ giữa cảnh giới bên trong tâm hồn và thế giới bên ngoài. Đối với Dorje Gyatsen, điều quan trọng là đi tìm cảnh giới nội tâm chứ không cần lang thang bên ngoài. Hồ nước nơi ông tu tập có rất nhiều viên gạch được sắp xếp cẩn thận, bởi theo ông, mỗi viên gạch là một viên kim cương mà người không có tiền vẫn có thể cúng dường chư Phật. Chỉ cần trong lòng mỗi người đều thành kính thì những viên đá này còn giá trị hơn cả kim cương. Mặc dù Dorje Gyatsen nổi tiếng là một vị thiền sư xuất chúng, nhưng ông ấy rất khiêm tốn, ít nói và không thích tiếp nhận quá nhiều sự viếng thăm của người ngoài. Nơi ẩn cư tu hành của Dorje Gyatsen là một hồ nước nằm trong một khu rừng núi tĩnh mịch, cách xa sự hối hả và đông đúc của thành phố. Cuộc sống hàng ngày của ông rất đơn giản và bình dị. Vào mỗi buổi sáng, ông Dorje Gyatsen sẽ tắm rửa sạch sẽ trong làn nước hồ lạnh giá. Sau đó sẽ dành hàng giờ cho việc thiền định để đi sâu vào thế giới nội tâm và khám phá những bí mật chiều sâu của tâm hồn. Để có thể sống trong môi trường khắc nghiệt này, ông Dorje Gyatsen đã luyện tập thành công pháp tu nội hỏa
và đạt tới đỉnh cao. Đây là một trải nghiệm thực sự của lửa bên trong hơn là chỉ đơn thuần đạt được một hiểu biết về trí tuệ. Điểm cốt yếu của pháp tu này là đạt được sự chứng ngộ tối hậu về các hiện tượng vốn có. Đầu tiên, cơ thể sẽ phát sinh hơi ấm, bởi hơi ấm đại diện cho sinh lực của mỗi người. Một người nếu không có hơi ấm sẽ mất đi năng lượng sống. Vì vậy hơi ấm rất cần thiết, bởi nó dẫn đến hỷ lạc. Khi một người có hỷ lạc sẽ trực nhận được vô niệm. Trong quá trình tu tập, ông đã nhiều lần sử dụng các kỹ năng nội hỏa để bảo vệ bản thân khỏi thiên tai và bệnh tật. Có một câu chuyện thường được người dân nơi đây nhắc đến là vào nhiều năm trước, khi băng qua hồ nước đóng băng, ông đã vô tình rơi xuống hồ. Toàn thân ông chìm trong làn nước hồ lạnh giá, chỉ phần đầu có thể nổi lên được khỏi lớp băng. Nhưng nhờ vào kỹ năng nội hỏa, ông đã giữ nhiệt độ cơ thể ở mức ổn định. Vì thế, tránh được tình trạng nguy hiểm do hạ thân nhiệt. Cách này thông qua thiền định về việc hợp nhất giữa nội hỏa và hơi thở, ông đã có thể khởi tạo hơi ấm rất nhanh, không cần phải dựa vào bất kỳ nguồn cung cấp nhiệt nào khác ở bên ngoài để làm bản thân ông ấm dần lên. Vì thế, hơi ấm sẽ đến từ bên trong, giúp ông có thể chịu đựng được tình trạng đầy mạo hiểm này suốt 3 giờ trước khi được cứu khỏi mặt nước. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không thể tưởng tượng được là sau khi được cứu hộ, ông ấy không hề có một vết thương ngoài da, thậm chí không bị cảm lạnh hay bất cứ bệnh tật nào khác trong suốt khoảng thời gian sau đó. Việc tu luyện thành công pháp tu nội hỏa của Dorje Geyasen làm cho cơ thể của ông trở nên cường tráng, mạnh mẽ và có thể thích nghi với nhiều môi trường cùng khí hậu khắc nghiệt khác nhau. Đây có thể được xem là một điều kiện thuận lợi giúp ông ấy có thể tu hành trong thời gian dài ở những vùng núi cao và lạnh giá. Thời gian trôi qua, ông Dorje Geyasen ngày càng nổi tiếng và trở thành một tấm gương sáng, một người thầy lý tưởng cho rất nhiều học viên muốn bắt đầu tu tập và thực hành thiền. Người ta bắt đầu gọi ông là Thánh Nhân Điên và rất sùng bái ông. Bất cứ ai khi đến dãy núi Himalaya và hỏi về thiền sư đều sẽ nghe được mọi người nói rằng nếu muốn biết về thiền sư thì hãy đến viếng thăm ông Dorje Geyasen. Thiền sư Dorje Geyasen từng nói rằng địa ngục dễ vào nhưng khó ra, bởi vì sâu trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực. Chính những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực này giống như ngọn lửa địa ngục không ngừng thiêu đốt trái tim chúng ta. Tuy nhiên, ngay cả những người tồi tệ nhất cũng có thể làm chủ được năng lượng bên trong của mình thông qua pháp tu nội hỏa và dùng nó để chữa lành thế giới nội tâm đang bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt. Vị thiền sư này tin chắc rằng sức mạnh bên trong có thể cho phép chúng ta vượt qua những giới hạn và tật xấu của mỗi người, khiến chúng ta trở nên tử tế và biết yêu thương mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Một ngày nọ, sau khi gặp một vị ni sư đang tầm đạo, thiền sư Dorje Geyasen đột ngột quyết định sẽ thực hiện một chuyến hành hương dài 2.000 km đến Lhasa. Ông đã nói về cuộc hành trình này là một chuyến đi không chỉ để tịnh hóa tội lỗi của mình mà còn để chữa lành vùng đất mệt nhọc này. Bởi theo truyền thuyết lâu đời về phong thủy là địa lý cao nguyên Tây Tạng mang hình một con quỷ chuyên ăn thịt người nhưng đã bị trấn áp, và mỗi nơi trong yếu của con quỷ đều có một ngôi chùa để trấn áp nó. Vì vậy, thiền sư Dorje Geyasen sẽ hành hương dọc theo những ngôi chùa này, bắt đầu từ ngôi chùa trấn áp yếu huyệt ở tay trái của con quỷ. Sau đó sẽ đến các điểm yếu huyệt từ khuỷu tay, đi đến vai và cuối cùng là đến ngực của con quỷ dữ. Và điểm dừng chân của ông là Lhasa, nơi trái tim của nó. Vào ngày ông Dorje Geyasen xuất phát, nhiều người không mời mà vẫn đến tiễn ông với hy vọng sẽ gửi cho ông những lời cầu nguyện chúc phúc và hỗ trợ. Thậm chí có vài nhà hảo tâm còn muốn gửi cho ông một ít tiền để làm lộ phí. Nhưng ông Dorje Geyasen đã lịch sự từ chối và nói rằng mình không cần những thứ vật chất này. Thiền sư Dorje Geyasen thẳng thắn cho rằng đồng tiền chỉ khiến con người trở nên tham lam ích kỷ, còn niềm tin và sức mạnh nội tâm của ông không thể đo đếm bằng tiền. Cuộc hành hương của Dorje Geyasen sẽ không chỉ là một thử thách về thể xác mà còn là sự tu luyện về tâm hồn. Đây không chỉ là một hành trình đi đến vùng thánh địa Lhasa, mà còn là một cơ hội để ông có thể khám phá sâu hơn thế giới nội tâm của mình và chữa lành cho vùng đất này. Nữ tu 5 năm sống trong núi sâu hẻo lánh, khó khăn nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Các bạn có biết những tỳ kheo ni sống ở Trung Nam Sơn sẽ lấy nước như thế nào không? Vì ở trong núi sâu rừng già không tiện cho việc lấy nước, nên 5 năm trước vị tỳ kheo ni này đã nghĩ ra một cách thức rất độc đáo. Khi bà ấy bắt đầu đi tới nơi cằn cỗi này và hy vọng có thể được tu tập ở đây, môi trường xung quanh tồi tệ đến nỗi
không có được một con đường mòn nào thuận tiện cho việc đi lại. Lúc đó có rất nhiều người khẳng định rằng không một ai có thể sống ở một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy. Nhưng mọi người hãy nhìn đi, vị nữ tu này đã sống ở đây 5 năm. Gương mặt bà ấy vô cùng tươi tắn và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Trung Nam Sơn hay còn gọi là núi Thái Ất, tuy không thuộc trong tứ đại Phật Sơn, nhưng vẫn được những người mong muốn tu hành theo Phật giáo chọn làm nơi ẩn cư. Dãy núi này chạy dài cho đến tận biển, xung quanh là mây trắng bao phủ mù mịt, làm những ngọn núi nơi đây trở nên mờ ảo. Thêm vào địa hình đồi núi gập ghềnh, khiến việc đi lại nơi đây trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, vị tỳ kheo ni này đã không nghĩ như thế. Đối với bà, đây là một thử thách đầu tiên trong hành trình tu tập của mình. Vị tỳ kheo ni ấy đã không ngại khó khăn và quyết định khai khẩn đất hoang tại đây, bắt đầu nhập thất tu hành tại dãy núi xa xôi hẻo lánh này. Do đảm bảo an toàn bước đầu tiên, bà đã kêu thợ đến để xây dựng một cái am nhỏ. Tuy nhiên vì đường xá di chuyển quá khó khăn, đất đai nơi đây khá cứng và gập ghềnh, nên người thợ chỉ xây dựng được 4 vách như một túp lều rồi rời đi. Vị tỳ kheo ni phải tiếp tục hoàn thiện phần tiếp theo bằng cách mua giấy dầu rẻ tiền để lợp lên túp lều đơn sơ này. Nhưng vì vật liệu không chắc chắn nên chỉ cần một trận cuồng phong quét qua đã thổi bay phần mái của túp lều. Đến hiện tại, khi kể lại câu chuyện từ buổi đầu đặt chân tới Trung Nam Sơn, đôi mắt bà lại ánh lên vẻ hài hước, tinh nghịch. Lúc ấy khi túp lều nhỏ bị tốc mái, vị tỳ kheo ni này không hề lo lắng mà quyết định tự mình sửa chữa túp lều. Bà ấy hiểu rằng tại nơi núi rừng hoang dã này thời tiết rất khắc nghiệt nên không thể làm một chỗ ở tạm bợ. Nếu không gió và mưa sẽ cuốn trôi mọi thứ. Bà bắt đầu mua những vật liệu tốt hơn và tự mình di chuyển các hòn đá nằm rải rác xung quanh. Những đoạn đường bà phải đi dần cao hơn, vừa gập ghềnh lại quanh co khó đi, như muốn thử lòng thành tâm và kiên nhẫn của vị tỳ kheo ni này. Trong suốt 7 tháng ròng rã, bà đã trở thành một người thợ xây bận rộn để tận tay xây dựng nơi tu hành của mình. Mỗi ngày một chút, vị tỳ kheo ni đã gom góp các hòn đá muôn hình vạn trạng với đủ các kích thước khác nhau, sau đó ghép chúng lại thành một bức tường vững chãi. Với sức của một người phụ nữ bình thường, việc xây từng viên gạch lên túp lều đã là một điều không dễ dàng. Tuy nhiên, vị tỳ kheo ni đã một mình hoàn thành phần còn lại của công trình giang dở ngay giữa vùng núi khó khăn hiểm trở mà không cần đến bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Cái am nhỏ được bà xây dựng lên khá chắc chắn và kín đáo. Thậm chí còn có một cái hàng rào gỗ rất đều và đẹp xung quanh để hạn chế sự xâm nhập của những con thú hoang dã tại ngọn núi này. Từ lúc bà quyết định đặt chân đến sống và tu hành ở Trung Nam Sơn cũng đã 5 năm trôi qua, và môi trường nơi đây đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Hiện tại một số nơi ở dãy núi này cũng đã có đường đi, và cái am nhỏ bà dùng để tu hành cũng được lắp cửa sổ bằng kính. Tuy điều kiện còn khó khăn nhưng cũng đã tốt hơn xưa rất nhiều. Vị tỳ kheo ni đã mở lòng chia sẻ với du khách rằng việc tu tập ở nơi xa xôi hẻo lánh này không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, từ lúc bà quyết định nhập thất tu hành thì tận trong lòng bà đã hiểu rằng nếu muốn mở ra cánh cửa trí tuệ phải chịu nhiều khổ cực, phải biết tự lo cho bản thân, sống một mình và canh giữ nhà cửa cẩn thận mà không cần phiền đến bất kỳ một người nào khác. Nơi ở của bà rất đơn giản, chỉ bao gồm một số vật dụng cá nhân cơ bản và một bếp lò dùng để nấu nướng. Bà chia sẻ rằng sẽ không quên khoảng thời gian đầu đặt chân đến ngọn núi này. Chính bà cũng không tin rằng mình đã vượt qua được. Khi mới đặt chân đến đây, bà chỉ có thể ăn cỏ dại và cây bồ công anh mọc trước cửa. Nhưng ít ra, bà còn có thể ăn những cây và rau dại này. Một số người khác đến nơi này ẩn tu, thậm chí còn phải ăn vỏ cây để sống. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại đã trở nên dễ dàng hơn khi bản thân có thể hòa nhập với nơi này. Bà có thể tự trồng một số loại rau phù hợp với thời tiết. Mỗi ngày, ngoài việc tập trung tu hành, bà sẽ dành thời gian rảnh của mình để trồng trọt hoặc vào núi hái rau. Khi được một vị khách hỏi rằng tại khu vực núi cao và hiểm trở này thì bà lấy nước sinh hoạt từ đâu, vị tỳ kheo ni nói rằng nước của bà sử dụng lấy từ Hắc Long Tuyền, cách túp lều của bà 140 mét đi ngược lên núi. Khi nghe câu trả lời này, mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ, bởi một người có thân hình nhỏ bé như bà sao có thể lấy nước từ trên núi cao để đổ đầy nước trong hồ này. Đúng lúc hôm nay số nước sinh hoạt đã dùng hết, vị tỳ kheo ni này quyết định chỉ cho du khách cách bà thường lấy nước. Sau khi lấy ra 2 cuộn ống dẫn nước, bà mời mọi người cùng đi đến Hắc Long Tuyền. Con đường này tương đối khó đi bởi vì phải leo lên núi cao. Các bụi cây cỏ và dây leo phủ kín khắp nơi
khiến mọi người vừa đi vừa phải gạt cỏ tìm đường. Nhưng vị tỳ kheo ni vẫn nhẹ nhàng vượt qua nhanh chóng như một thói quen. Cuối cùng mọi người cũng tới được Hắc Long Tuyền. Bà bắt đầu lấy ống nước ra và thực hiện quá trình lấy nước một cách rất thuần thục và khoa học. Đó là sử dụng nguyên lý Simpson. Đầu tiên, vị tỳ kheo ni này đổ đầy nước vào chai, sau đó cho nước từ đáy chai chảy vào ống nước. Kế tiếp, bà dùng miệng hút vào ống nước để nước được hút vào trong đường ống. Cuối cùng, chỉ cần cắm ống nước vào chai nước, đặt chai vào Hắc Long Tuyền và để một tảng đá lên giúp nước chảy vào ống liên tục. Simpson ở đây là một thiết bị liên quan đến dòng chảy của nước, làm cho chất lỏng chảy lên cao hơn bề mặt của bình chứa mà không cần bơm. Quá trình này được cấp lực bằng sự rơi xuống của chất lỏng khi nó chảy xuống dưới sức kéo của trọng lực, sau đó xả ra ở một mực chất lỏng thấp hơn bề mặt của bình chứa mà nơi nó bắt đầu chảy xuống. Chỉ cần ứng dụng nguyên lý đơn giản này, vị tỳ kheo ni có thể dễ dàng lấy được nước mà không cần tốn quá nhiều sức, cũng không cần đến thiết bị hay máy móc hiện đại. Bây giờ bà ấy chỉ cần kéo ống nước về đến chỗ ở của mình là nước sẽ tự nhiên chảy đến. Thường thì vị tỳ kheo ni sẽ tự mình kéo ống nước, nhưng may mắn là hôm nay đã có vị khách đến giúp đỡ. Có thể thấy, chỉ riêng việc mang ống nước lên núi, sau đó kéo ống lại về nơi ở cũng phải rất vất vả và tốn nhiều công sức. Đến vị khách đang ở độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh này, nếu không cố gắng, có lẽ cũng sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Bây giờ nguồn nước đã không ngừng chảy đến nơi ở của vị tỳ kheo ni. Nếu bà ấy sử dụng nước một cách tiết kiệm, lượng nước này sẽ đủ cho bà sinh hoạt trong một khoảng thời gian dài. Trải qua cuộc sống 5 năm đầy thăng trầm đã khiến vị tỳ kheo ni hình thành những phẩm chất độc đáo của một hành giả trong cả lời nói và hành động. Bà nói rằng mọi thứ đã qua đều là trải nghiệm. Cuộc sống có đưa ra muôn vàn khó khăn, chúng ta càng phải tiến lên phía trước để vượt qua. Càng gian nan, càng phải chịu đựng. Cuộc đời và tâm hồn của mỗi người đều là một viên ngọc quý, chỉ là chúng ta có biết cách sử dụng nó hay không. Tâm linh cuộc sống tin chắc sẽ không chỉ có 5 năm, hành trình của vị ni sư này sẽ là cả đời. Cuộc sống đơn giản không hối hả với vật chất của bà ấy, thực sự là niềm mơ ước của nhiều người. Nhà sư 60 năm ngủ ngồi trên ghế, từ không biết chữ thành một vị hòa thượng lỗi lạc. Đây là một hình ảnh quý giá của hòa thượng Quảng Khâm trước khi ông qua đời. Trong video, ông ấy đang đi cùng hai nữ tu đến thăm những ngôi chùa đang xây dựng dở dang. Lúc bấy giờ, ông đã hơn 90 tuổi, nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh. Vị lão hòa thượng đi phía trước hai người, bên dưới là một đoạn đường nhỏ đang thi công trải đầy đá sỏi, nhưng ông vẫn bước đi thật nhanh. Sư cô đưa tay ra ý muốn đỡ ông, nhưng lại bị ông từ chối. Suốt quãng đường, thỉnh thoảng ông dừng lại nhận xét một vài chỗ bằng chất giọng khàn khàn, nhưng vô cùng rõ ràng minh mẫn của mình. Vào thời điểm này, Quảng Thừa Nham đã được trang trí nhưng chưa đưa vào sử dụng. Vị sư già bước lên các bậc thang, từ từ bước vào chính điện. Hòa thượng Quảng Khâm tu hành cả đời, trải qua bao gian truân trên con đường tu tập. Mặc dù ông không biết chữ, cũng chưa từng đọc qua cuốn sách nào, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một nhà sư lỗi lạc. Ông từng tu hành ẩn dật ở núi Thanh Lương. Trong thời kỳ này, ông đã thuần hóa được một con hổ, nên người dân quanh khu vực này đã gọi ông là Phục Hổ Hòa Thượng. Ngoài ra, một thời gian sau, người ta còn gọi ông ấy là Thủy Quả Hòa Thượng, bởi ông không sống bằng cơm gạo, thức ăn như người bình thường, chỉ ăn trái cây. Khi ông nhập thất tu đạo, những con khỉ ở đây đã mang trái cây đến đặt trước cửa động như cúng dường. Kể từ đó, hành động của những con khỉ này đã trở nên nổi tiếng khắp nơi. Hòa Thượng Quảng Khâm từng nhập định trong hang động nhiều lần, lần dài nhất lên tới 4 tháng. Trong 60 năm, ông cũng chỉ ngủ ngồi trên ghế mỗi đêm. Hữu duyên với Phật giáo từ khi còn nhỏ. Hòa Thượng Quảng Khâm sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Năm 4 tuổi, cha mẹ ruột vì không đủ sức nuôi dưỡng, đánh bán ông làm con nuôi trong một gia đình họ Lý. Mẹ nuôi của ông là người theo Phật giáo, nên thường dẫn theo con mình lên chùa cầu nguyện. Vì vậy ông ăn chay và tụng kinh từ nhỏ đến lớn. Lúc ông trưởng thành, cha mẹ nuôi cũng lần lượt qua đời. Trong phút chốc, ông lại trở ngược lại thành cô nhi. Khi cho cốt họ còn chưa hết ấm, những người thân lại trực chờ tranh giành nhau gia tài do nhà họ Lý để lại, khiến ông cảm nhận được tính vô thường của cuộc đời. Ông quyết định đưa hết tất cả tài sản còn lại cho người thân và xuất gia đi tu tại chùa. Vì không biết chữ, nên ông chỉ có thể làm những công việc lao động tay chân và giữ chùa. Trong thời gian này, do phải làm quá nhiều công việc cực khổ, ông nản chí và có ý định rời khỏi chùa. Nhưng một vị hòa thượng cũng ở nơi đây, khuyên ông đừng nản lòng, khổ tâm tu hành sẽ có ngày đạt được ý nguyện. Lúc cùng mọi người lên núi đốn củi,
Ông nói với những người đi cùng trực giác của mình. Ông cảm giác rằng chiếc xe tải chở củi sẽ lật ở dốc núi, nhưng mọi người không ai quan tâm. Đi được một quãng đường không xa, chiếc xe quả nhiên bị lật thật. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, rồi từ đó dẫn đến khâm phục. Họ tin rằng ông có duyên tu hành và nhạy cảm với những vấn đề tâm linh. Từ đó trở đi, ông không còn ý định hoàn tục, chỉ tập trung vào việc tụng kinh niệm Phật và làm những công việc tay chân nặng nhọc để nấu và phát cơm chay từ thiện. Ông chỉ ăn những thức ăn còn sót lại sau khi mọi người đã ăn xong, nhặt vài hạt cơm còn sót lại, nhưng ông không hề than phiền. Năm 42 tuổi, Hòa Thượng Quảng Khâm được sự cho phép của trụ trì mang theo hơn 10 ký gạo và một vài vật dụng đơn sơ để đến ở ẩn tại một hang động trong núi Thanh Lương và bắt đầu cuộc sống tu luyện hơn 10 năm. Vì ông ấy thiền mỗi ngày nên chẳng mấy chốc lương thực đã được sử dụng hết. Ông phải sống bằng quả dại trong rừng. Ông trở thành người chỉ ăn trái cây tự nhiên. Sau này dù đã xuống núi trở về chùa, ông cũng chỉ sống bằng trái cây mỗi ngày. Do đó, ông còn có danh hiệu là Thủy Quả Hòa Thượng. Vị hòa thượng từng phục hổ, đến khỉ cũng nguyện ý dâng đào. Núi Thanh Lương vốn là nơi mãnh hổ thường lui tới. Một hôm, có một con hổ vì nhìn thấy người trong hang động nên đã tìm đến. Nó đứng nhìn vị hòa thượng và ngoe nguẩy cái đuôi dài như muốn cảnh báo ông nhanh chóng rời đi. Nhưng Hòa Thượng Quảng Khâm không hề sợ hãi. Ông nhẹ nhàng cất giọng nói, con hổ đừng tức giận. Ông muốn mượn nơi này để tu hành. Sau đó ông lại vì con hổ này mà bắt đầu thuyết tam quy y. Điều không ngờ là con hổ đột nhiên lại quay đầu ngoan ngoãn bỏ đi. Kể từ lần gặp mặt đó, con hổ thường xuyên dắt theo cả gia đình nó đến tập trung ở miệng hang như thể để bảo vệ vị hòa thượng này. Lại một hôm, Hòa Thượng Quảng Khâm cảm thấy rất đói. Ông nhìn thấy một đàn khỉ đang ăn trái cây dại, lại nghĩ đến đức hạnh của mình và thầm nói, liệu sự khác biệt của mình với những con khỉ này là gì nhỉ? Nếu chúng có thể ăn những quả này, thì mình cũng có thể. Thế là ông nhặt những quả dại này lên ăn. Những con khỉ nhìn thấy liền thả quả dại từ trên cây rơi xuống để nhà sư Quảng Khâm có thể nhặt chúng. Từ đó về sau, những chú khỉ này thường mang quả dại đến để ở cửa hang như muốn giúp đỡ ông có thể tập trung nhập thất và tu hành. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm đang tu hành ẩn dật ở núi Thanh Lương, thường hay nhập định. Một hôm, có một người tiểu phu lên núi đốn củi, nhìn thấy ông đang nhập định, vì tò mò nên bước đến gần và nhìn thấy có một vị hòa thượng dường như đã thắt thở. Người tiểu phu đã cố gắng kiểm tra nhiều lần nhưng không thấy nhịp tim hay mạch đập nên lầm tưởng ông đã viên tịch. Anh cố gắng chạy thật nhanh đến ngôi chùa gần đó và nói với đại sư Hoàng Nhất. Cả hai người nhanh chóng chạy đến hang. Khi đại sư Hoàng Nhất cùng chuyển trần hòa thượng chạy đến và nhìn thấy Quảng Khâm, đại sư biết rằng vị hòa thượng này đang nhập định, vì thế gõ ba tiếng khánh vào tai Quảng Khâm. Thế là ông ấy liền xuất định và hỏi lần này mình đã nhập định bao lâu rồi. Đại sư Hoàng Nhất nói rằng đã qua 4 tháng. Ông vô cùng ngưỡng mộ Hòa Thượng Quảng Khâm vì điều này. Tin Hòa Thượng Quảng Khâm nhập định lan truyền khắp nơi khiến ai cũng tán thán. Lập chí ngủ ngồi. Nhà sư Quảng Khâm khi còn trẻ đã giữ trách nhiệm hương đăng và đánh bảng thức chúng tại chùa. Một lần ông vô tình ngủ quên, kết quả là tất cả các nhà sư trong chùa đều đến trễ 5 phút. Sai lầm lần này đã khiến ông cảm thấy rất xấu hổ. Và sau đó ông đã trực tiếp cúi đầu nhận lỗi với hàng trăm đồng đạo trước hội trường Thừa Thiên, từng người một. Ông cũng tự nguyện với lòng mình rằng mình sẽ không bao giờ ngủ quên nữa. Trong 60 năm tiếp theo của thời gian thực hành tu tập, ông đã hoàn toàn giữ đúng lời hứa đó. Kể từ khi lời hứa được đưa ra, mỗi đêm ông đều ngồi trên ghế nghỉ ngơi chứ không bao giờ nằm ngủ trên giường. Khi câu chuyện này được lan truyền, rất nhiều nhà sư khác ngưỡng mộ và muốn học theo ông, nhưng ít người có thể chịu được. 13 năm sau khi lão Hòa Thượng Quảng Khâm ẩn tu ở núi Thanh Lương, ông quay lại ngôi đền nhưng vẫn tiếp tục công việc bảo vệ thánh điện. Ông không cần phòng ngủ mà chỉ thiền trên một chiếc ghế. Sau đó một khoảng thời gian, hòm công đức ở thánh điện bị trộm. Tất cả các nhà sư đều khăng khăng nói rằng nhà sư Quảng Khâm đã làm điều đó và nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng. Họ chỉ trích rằng ông bế quan tu luyện 13 năm thật là vô ích. Nhưng bất kể mọi người có nói gì, ông cũng đều tỏ thái độ thờ ơ mà không hề phản bác lại. Một tuần trôi qua, hội đồng trong chùa thông báo lại cho mọi người rằng hòm công đức không bị mất. Đây chỉ là một tình huống để kiểm tra trình độ tu luyện của nhà sư Quảng Khâm. Hóa ra, ông đã đạt được thành tựu tịnh hóa tam nghiệp. Không một ai biết về sự kiểm tra này, nên họ chỉ vô tư chửi rủa mà không quan tâm đến sự thật đúng sai. Lão sư Quảng Khâm khi hơn 90 tuổi cho đến lúc trước khi qua đời, ông vẫn không cần biện hộ trong bất kỳ việc gì, càng không cần giúp đỡ trong mọi sinh hoạt. Cơ thể ông vẫn rất khỏe mạnh, cường tráng và nhanh nhẹn. Cho đến lúc 95 tuổi, ông dự đoán được thời gian mình sắp qua đời và thông báo với các đệ tử rằng mình sắp phải đi.
Sau khi sắp xếp mọi việc ổn định, ông trở lại Diệu Thông Tự, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Cho đến ngày 13 tháng 2 năm 1986, ông ngồi xếp bằng yên định, tinh thần chẳng chút dao động rồi dạy các đệ tử đồng thanh niệm Phật. Sau đó, ông an nhiên theo tiếng niệm Phật ấy mà viên tịch. Trong suốt quãng đời 95 năm của mình, vì không biết chữ, ông hoàn toàn không để lại một tác phẩm nào. Sau khi ông mất, các đệ tử bắt đầu giới thiệu những tác phẩm do ông ghi âm để lại. Điều tuyệt vời hơn là khi Hòa Thượng Quảng Khâm qua đời, có một hình ảnh bông sen xuất hiện trên bầu trời, thậm chí có người còn chụp lại được hình ảnh này. Cả đời Quảng Khâm Hòa Thượng đã tiếp độ không biết bao nhiêu chúng sanh từ người đến thú, từ dương giới đến âm giới, từ hữu tình đến vô tình. Và nhất là sự viên tịch vô cùng tự do tự tại của ông, như một minh chứng hùng hồn nhất về sự kỳ diệu của Phật Pháp, cũng như về khả năng thành tựu sự giải thoát, đạt đạo của những bậc chân tu, thật hành. Bên một dòng sông băng ở Tây Tạng, một tỳ kheo ni đã sống cô đơn suốt 28 năm. Có một vị ni sư sống tại tu viện bên cạnh một dòng sông băng ở Tây Tạng. Bà đã tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới trong nhiều thập kỷ và cống hiến hết mình cho việc tu tập ở đó. Vị ni sư này tên là Sang Yi Doma. Bà xuất gia vào năm 25 tuổi và vẫn tiếp tục hành trình tu hành của mình cho đến hiện tại khi đã bước sang tuổi 53. Chính xác, bà đã sống một mình 28 năm. Vậy tại sao bà Sang Yi Doma lại chọn con đường xuất gia tu hành? Liệu bà ấy có cảm thấy cô đơn ở nơi vắng vẻ này không? Một ngày tại nơi hoang vắng này của bà sẽ trôi qua như thế nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Đây là một góc hẻo lánh của miền Trung Tây Tạng và có một ni viện tọa lạc tại đây. Rất ít người biết rằng trong tu viện này chỉ có 4 vị ni sư đang sống và tất cả họ đều tập trung vào việc tu tập và theo đuổi sự bình yên trong nội tâm. Mỗi ngày bà Sang Yi Doma thức dậy khi bình minh vừa ló dạng. Trước khi xuống giường, bà ấy sẽ cầu nguyện và đọc kinh một lúc, sau đó đun nước nóng để rửa mặt. Hàng ngày bà sẽ mang xô đi lấy nước thật sớm và quay trở lại ni viện để bắt đầu lễ nghi cúng dường tượng Phật. Sau nghi lễ, bà sẽ lau dọn sàn nhà thật sạch và tiếp tục chuỗi công việc hàng ngày của mình với việc hành hương. Bà cũng sẽ mang thức ăn cho những chú chó và mèo hoang này hàng ngày để nuôi chúng. Những chú chó mèo này đã đến đây từ lâu và được họ xem như một thành viên của ni viện. Chúng đã trở thành một phần cuộc sống của những ni sư nơi này, cùng họ chia sẻ sự yên bình và tĩnh lặng. Sau đó bà Sang Yi Doma sẽ bắt đầu pha trà và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nơi đây rất yên tĩnh. Từ trong sân nhìn ra, có thể thấy được sông đã đóng băng và những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng xóa qua máy kính. 4 vị nữ tu ngồi cùng nhau và bắt đầu thưởng thức bữa sáng đơn giản của họ, chủ yếu được làm từ lúa mạch, rồi cùng nhau uống một tách trà. Sau khi cùng những đồng đạo dùng xong bữa sáng, bà Sang Yi Doma sẽ bắt đầu dọn dẹp sân của ni viện. Mỗi ngày bánh xe cầu nguyện cần được lau chùi và tra chất bôi trơn cẩn thận để đảm bảo nó có thể hoạt động một cách bình thường, không bị gián đoạn. Có một vị khách hành hương đến ni viện đã hỏi bà Sang Yi Doma tại sao lại chọn con đường tu hành. Tuy nói rằng ở đây có đến 4 ni sư, nhưng có phải mỗi người vẫn chỉ đang chìm trong sự cô đơn của riêng mình hay không? Bà Sang Yi Doma đã trả lời rằng khi còn trẻ, mình từng mắc một căn bệnh liên quan đến tâm thần và thường xuyên cảm thấy đau đớn, bối rối. Mặc dù bác sĩ luôn nói rằng bà không bị bệnh gì cả, chỉ là sự đau đớn trong lòng bà vẫn còn đó, không giải thoát được. Bà bắt đầu tìm những phương pháp trị liệu khác để tìm kiếm sự thoải mái về tinh thần. Trong một lần tình cờ tiếp xúc với một quyển sách Phật giáo, bà quyết tâm xuất gia và gửi gắm niềm tin của mình vào Phật. Càng ngày bà Sang Yi Doma càng cảm thấy tinh thần của mình ngày càng tốt hơn. Tôi không biết những vị ni sư kia như thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, không hề cô đơn. Vị khách đã hỏi thêm rằng, nếu có cơ hội, liệu bà có muốn tìm một công việc trong xã hội không? Ví dụ trở thành một giáo viên hoặc bác sĩ, hay là vẫn chọn ở lại nơi này? Bà Sang Yi Doma mỉm cười trả lời, nếu có đủ kiến thức, bà cũng có thể trở thành giáo viên hoặc bác sĩ. Cuộc sống ở đây rất bận rộn bởi có khá nhiều công việc cần làm mỗi ngày. Vì vậy bà không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sáng nào bà Sang Yi Doma cũng dành 2 tiếng để đọc kinh cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Tuy rất ít người biết nơi đây có một tu viện, nhưng thi thoảng vẫn có người ngoài đến chiêm bái. Các ni sư rất hoan nghênh những người đến đây và dẫn họ đi tham quan ni viện, giới thiệu về lịch sử và văn hóa nơi đây. Một vài vị khách hành hương
sẽ quyên góp một ít lương thực và trái cây, và các ni sư sẽ sử dụng những thực phẩm này để dự trữ, hạn chế tình trạng thiếu lương thực xảy ra. Đối với các loại trái cây và phô mai mọi người quyên góp, họ sẽ phơi hoặc sấy khô để có thể dự trữ được lâu hơn, tránh việc hư hỏng gây lãng phí thức ăn. Bà Sangyidoma dẫn du khách đi thăm ngôi thiền thất cổ gần đó. Đây là một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đá, và các vị ni sư đã sống ở đây trước khi ni viện được xây dựng. Họ đã từng thiền định tại ngôi nhà nhỏ này trong nhiều năm, và sau đó đã được các tổ chức địa phương xây dựng ni viện. Mặc dù đã chuyển đến ni viện mới, nhưng ngôi nhà nhỏ này vẫn là một nơi khó quên đối với bà Sangyidoma. Sau khi dẫn du khách thăm ngôi nhà thiền, bà Sangyidoma bắt đầu chuẩn bị bữa trưa từ các loại rau do người dân mang đến. Trong thời gian gần đây, họ đã có được một chiếc bếp ga, nên cuộc sống cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều. Trước kia vẫn phải tự nhóm lửa để nấu nướng. Vì gần ni viện có một dòng sông băng ở độ cao 5.200m, nên thời tiết vẫn rất lạnh ngay cả trong mùa hè. Bà Sangyidoma mỗi ngày đều đến đó để thiền sau buổi trưa. Buổi thiền thường kéo dài khoảng 1 giờ. Sangyidoma chia sẻ rằng đây là cách để nội tâm của bà và Phật giáo giao tiếp với nhau. Điều quan trọng nhất là bà ấy đang cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Sau khi thiền định, bà Sangyidoma sẽ dành thời gian dọn dẹp lại nơi này và dọn sạch rác trên sông băng, mang chúng đến ni viện để phân loại rác và xử lý. Buổi chiều bà Sangyidoma sẽ trở lại ni viện để tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, bà sẽ cầu nguyện trong một khoảng thời gian, sau đó ngủ cùng chú mèo trong tay, kết thúc một ngày với lòng biết ơn và những lời cầu nguyện tốt đẹp gửi đến mọi người. Một cuộc sống như thế đối với người bình thường thực sự quá cô đơn và buồn chán. Nhưng niềm vui và hạnh phúc của những hành giả, những tỳ kheo ni ẩn cư là tìm được niềm tin và an ủi trong nội tâm từ Phật giáo, cầu nguyện bình an và sức khỏe cho chúng sinh. Các nhà sư khổ hạnh chùa Đại Bi và hành trình khiến nhiều người rơi nước mắt. Đây là bộ phim tài liệu khiến vô số cư dân mạng sau khi xem xong đều rất ngạc nhiên và cảm thấy tâm hồn mình dường như đã được thanh lọc, vì họ chứng kiến được những người tu hành thực sự thật khác với thời mạt pháp hiện tại. Bộ phim tài liệu này là những ghi chép về con đường giác ngộ của các nhà sư trong cuộc hành trình tu khổ hạnh. Một nhóm các nhà sư mặc áo choàng cũ bước đi chậm rãi trên đường. Họ là những nhà sư đang tu hành từ chùa Đại Bi ở Hải Thành, Liêu Ninh. Khác với những ngôi chùa khác, chùa Đại Bi có quy định đặc biệt là tất cả các nhà sư ở đây bị cấm chạm vào tiền tài trong suốt cuộc đời mình. Cho đến nay, chưa có tượng công đức nào lập trong chùa, và dân làng đến lễ Phật cũng phải tuân theo quy định, không được hiến tặng bất kỳ tài sản nào. Hàng năm, sau ngày 15 tháng 8, một vị đại sư sẽ dẫn nhóm tu sĩ đi bộ ra ngoài để hành khất. Trong suốt 19 năm, họ đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định ở đây và dùng đôi chân của mình đi khắp các tỉnh thành như Liêu Ninh, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các tỉnh thành phố khác với quãng đường tổng cộng hơn 6.000 km. Các nhà sư quyết tâm hành khất để cắt đứt mọi ràng buộc tồn tại trên thế gian, cứu độ chúng sinh và tu tập bản thân. Một cuộc hành trình như thế này sẽ phải mất ít nhất nửa tháng để hoàn thành. Mỗi nhà sư bắt đầu hành trình mang theo hơn 50kg hành lý trong suốt đường đi. Dù là đường núi hay đường bộ, dù trời lạnh buốt hay mùa hè nóng nực, thì họ đều phải đi bộ. Đôi khi các nhà sư phải đi bộ 40km một ngày. Quan trọng nhất là không tá túc qua đêm tại bất kỳ ngôi chùa nào. Tất cả đều ngủ ngoài trời. Trong rừng sâu, trên cánh đồng, dưới cầu và dưới những tảng đá đều có thể là những nơi họ nghỉ ngơi và giảng đạo. Sau 9 giờ sáng mỗi ngày, họ sẽ phân thành từ nhóm 2 hoặc 3 người đi vào làng để hành khất theo đúng trật tự được sắp xếp. Thời gian không được quá sớm để tránh việc tham lam, nhận nhiều đồ bố thí, và cũng không nên quá muộn để tránh việc thiếu thực phẩm tươi mới khiến người tặng phải xấu hổ. Và mỗi ngày họ chỉ được ăn một bữa. Sau 12 giờ, các nhà sư sẽ không được ăn và họ cũng không thể nhận đồ ăn nữa, chỉ có thể uống nước lọc thay bữa. Các nhà sư trên đường đi sẽ gặp được rất nhiều tình huống khác nhau.
họ có thể gặp được người giàu hoặc người nghèo, có khi xin được thức ăn và cũng có khi không có gì cả. Tuy nhiên, bất kể có thức ăn hay không, các nhà sư vẫn sẽ đối xử với mọi người với tấm lòng bình thản mà không buồn phiền hay thất vọng. Vì bát rỗng và không có thức ăn, có nghĩa là tất cả chúng sinh đã không còn lo lắng. Không dùng thức ăn thì họ sẽ xem đây là sự rèn luyện để thay đổi về mặt nội tâm. Trên thực tế, đó cũng là cách giúp các nhà sư này thực hành tu tập. Trong quá trình hành khất, họ không quan tâm đến sự giàu nghèo của người cho và chất lượng của món ăn, không khen nhà sạch hay chê nhà bừa bộn, không tham ăn ngon và không xem thường chúng sinh. Họ luôn đối xử bình đẳng với mỗi gia đình và chia đồ ăn cho mỗi người rất công bằng. Nếu có người đóng cửa hoặc trực tiếp từ chối, các nhà sư sẽ bình tĩnh quay người rời đi mà không một lời trách móc, cũng không cố tình làm người khác xấu hổ. Sau khi nhận thức ăn xong, họ không nói những lời cảm ơn mà chỉ chúc gia chủ như ý cát tường. Các nhà sư sẽ giữ khoảng cách, không nhìn trực tiếp vào mặt hay tay khi nhận đồ ăn, càng không có bất kỳ động tác tiếp xúc cơ thể nào. Khi gặp nữ thí chủ, họ sẽ lịch sự nhường đường cho những người này. Một cụ bà gần 90 tuổi biết được họ lặn lội đường xá xa xôi đến, ngay lập tức quay vào nhà lấy vài cái màn thầu. Đợi khi các nhà sư đi, bà lão đã không kìm được xúc động mà buông ngay chiếc gậy xuống, hai tay chắp lại không ngừng bái lạy, và trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Đời người có thể một lần gặp được nhà sư chân chính là một chuyện hiếm thấy, nên đây cũng được xem là một mối duyên gặp gỡ. Lúc các nhà sư hành khất không thể nhận quá 3 bát đầy và không được đi quá 7 hộ gia đình. Nếu như một lần đi qua 7 nhà mà vẫn không xin được thức ăn, chứng tỏ Phật tính trong bản thân chưa sâu. Vậy nên hôm đó họ chỉ có thể uống nước và nhịn không dùng bữa. Trong quá trình hành khất, nhà sư cần phải nhắc nhở các thí chủ rằng ngoài các loại thịt, trứng và các đồ ăn có cồn thì đồ ăn có chứa hành, gừng, tỏi, tỏi tây họ cũng không thể nhận, vì đó là những thứ có chất kích thích, không phù hợp với những người xuất gia theo con đường Phật giáo thành tịnh. Nếu lỡ lấy nhầm đồ ăn này thì cần phải đích thân trả lại cho thí chủ, chứ không được vứt đi. Trên đường hành hương, họ không chỉ hành khất mà còn có trách nhiệm giáo dục chúng sinh theo Phật Pháp. Họ khuyên và chỉ mọi người cách ăn chay. Điều này giúp gieo phước lành cho tất cả chúng sinh và giúp họ thoát khỏi nỗi đau bị tàn sát. Để thoát khỏi tâm sát hại, những thức ăn có hình dạng động vật và có mùi cũng không được ăn. Để không lỡ mất cơ hội được gặp các nhà sư, khi biết họ đến, một số gia chủ từ xa cũng sẽ đến đây bằng xe đạp để tặng đồ ăn của mình. Họ cũng không thể nhận gạo hoặc mì sống, vì theo quy định, các nhà sư không được nấu nướng. Hơn nữa, việc lấy thực phẩm sống sẽ bị nghi ngờ rằng họ có thể đem bán chúng đổi lấy tiền. Những nhà sư tại chùa Đại Bi đã cắt đứt mọi ham muốn trần tục vì một trái tim thuần khiết và sùng đạo tuyệt đối. Theo quy định, ngoài thực phẩm nấu chín thì rau và trái cây cũng được chấp nhận. Trên đường đi, có một gia đình trồng cây táo tàu đã nhiệt tình yêu cầu các nhà sư có thể hái bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, họ lại đứng im vì không được phép tự ý lấy đồ ăn, cũng không được phép nhiệt tình lao về phía trước trong khi nhận đồ ăn. Người chủ không còn cách nào khác, đành phải tự tay nhét đầy thức ăn vào một cái túi lớn đưa cho họ và tiễn họ rời đi. Một người thợ than sau khi làm việc xong đã lấy tiền đuổi theo họ, muốn cúng dường để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Nhưng các nhà sư đã từ chối. Hình ảnh các nhà sư đi lại trên đường khất thực đã thu hút sự chú ý của dân làng. Một ông lão với bộ râu quai nón, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi kích động mà tự nói với mình rằng thật may mắn khi mình vẫn còn sống, nếu không sẽ không được nhìn thấy họ. Trong cuộc hành trình tiếp theo, họ đã đến hành hương tại một ngôi làng. Ở đây, một ông lão ăn mặc giản dị vì không có thức ăn, nên ông nhanh chóng lục túi và tìm thấy một tờ nhân dân tệ. Nhưng các nhà sư đã từ chối và nói rằng họ chỉ cần chút đồ ăn có thể ăn được. Nhìn thấy cảnh tượng này, một ông lão đang ngồi bên cạnh không khỏi thở dài, bởi đây là lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy tu sĩ không cần tiền. Ông nhận ra rằng đây mới chính là những người xuất gia tu hành thực sự. Một lúc sau, ông lão lúc nãy mang màn thầu ở nhà đi ra. Mặc dù những chiếc màn thầu này cộng lại có giá trị hơn một nhân dân tệ, nhưng điều ông nhận lại được
là những thứ không thể đo lường được bằng giá trị của đồng tiền. Sau khi đưa màn thầu cho những nhà sư, ông lão vui đến mức không giấu được sự hân hoan trên gương mặt. Khi các nhà sư chuẩn bị rời đi, một ông lão chúng gậy đi bên đường nhanh chóng kêu họ dừng lại và theo ông về để lấy đồ ăn ở nhà. Mọi người cùng theo chân ông. Ông lão run rẩy, chống gậy chậm chạp, bước từng bước khó khăn về nhà. Nhà sư cũng chậm bước đi theo. Chưa bước vào cổng, ông đã nói to nhờ vợ mình trong nhà mang cho ông hai cái màn thầu. Không ngờ vợ ông lại lập tức từ chối, thậm chí còn cho rằng họ là lừa đảo. Có lẽ là do đã từng bị lừa trước đó nên bà có vẻ rất đề phòng. Tuy nhiên, sau khi được ông lão giải thích, bà đã trả lời với giọng điệu dịu dàng hơn, đưa màn thầu cho nhà sư và không quên dặn họ hâm nóng lại. Nhà sư rất bình tĩnh và không hề tỏ ra khó chịu khi bị nghi ngờ là lừa đảo. Một ông lão khác ở đầu làng, sau một hồi quan sát, cũng lấy trong nhà ra một vài miếng bún hấp để đưa cho những nhà sư khất thực. Tuy số bún hấp này đã khô và hơi cứng, nhưng nó cũng là toàn bộ bữa trưa của ông. Sau khi hành khất, nhà sư sẽ mang đồ được bố thí để chia đều cho mỗi người. Hành động này thể hiện tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Khi ăn xong, họ cũng sẽ để lại một ít thức ăn sạch cho những người khác có nhu cầu. Trên đường đi, ngoại trừ dân làng, họ cũng sẽ gặp một số ông chủ lớn lái xe. Một người đứng lại và đưa cho những nhà sư 100 nhân dân tệ. Tuy nhiên họ nhất quyết không nhận và giảng giải cho người này hiểu rằng quy tắc tu hành của họ là không được động vào tiền. Mặc cho ông chú giải thích rằng bản thân mình chỉ là làm chút công đức. Lần đầu tiên gặp nhà sư không xin tiền khiến người đàn ông có vẻ hơi khó tin. Tuy nhiên anh cũng nhanh chóng nhờ vợ tìm một ít thức ăn cho những nhà sư này. Đôi vợ chồng chợt nhận ra đây là những vị tu sĩ đến từ chùa Đại Bi. Các nhà sư đến từ chùa Đại Bi thực sự không được phép nhận tiền. Đồng thời, họ cũng không thể để tiền chạm vào cơ thể mình. Mặc cho con người thế tục bị ràng buộc bởi tiền bạc và lợi ích, các nhà sư cố gắng hết sức để tuân theo đạo đức và nguyên tắc của mình. Quy tắc không dục không cầu này thật sự vượt ra ngoài ranh giới cá nhân, khiến cho mọi người đều kính trọng. Đối với các nhà sư, cho dù đó là bữa ăn ngon từ người giàu hay người nghèo, thức ăn thừa hay ôi thiêu, họ cũng sẽ không hề phân biệt. Dù đồ ăn có rơi xuống đất, họ cũng sẽ nhặt lên và bỏ vào túi vải. Lúc đầu, một ông lão thấy họ vội vàng xua tay đuổi đi và tỏ thái độ đầy cảnh giác. Nhưng sau khi thấy hàng xóm hào phóng bưng ra hai bát cơm lớn, ông vội vàng gọi các nhà sư quay lại và về nhà bưng đến một bát cơm đậu lớn hơn. Sau khi tặng bát cơm, ông liền hỏi các nhà sư xem họ có quà lưu niệm hay pháp khí nào cho ông không. Theo quy định, trong quá trình hành khất, các nhà sư không được phép mang theo pháp khí để tránh tâm lý buôn bán, làm kinh doanh. Các nhà sư không được buôn bán, nhưng họ có thể tặng kinh Phật và đĩa CD cho các ân nhân dưới hình thức kết duyên. Bởi vì hầu hết mọi người hiếm khi gặp những nhà sư như họ. Những người không muốn tiền mà chỉ muốn xin thức ăn và đồ thừa, nên tinh thần Phật giáo này khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Trên quãng đường đi, những nhà sư lại gặp một thanh niên. Anh vội vàng lấy tiền trong túi ra và kính cẩn đưa bằng cả hai tay. Nhưng nói cách nào họ cũng không chịu nhận. Vậy nên anh vội vàng chạy đi mua hoa quả rồi đuổi theo, nhưng đã quá 12 giờ. Theo quy định, các nhà sư không còn nhận đồ ăn nữa. Người đàn ông không nản lòng, quay lại mua vài chai nước, nhưng các nhà sư từ chối tất cả đồ uống khác, trừ nước khoáng. Khi chuẩn bị rời làng, một số ông chủ đã đuổi theo và bày tỏ tấm lòng muốn dùng tiền bố thí, mong nhận được phước lành, nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý từ những nhà sư này. Trên đường cũng có một người phụ nữ thấy nhà sư không chịu nhận tiền nên lo lắng đến mức sắp khóc, bởi vì trên người bà chẳng có gì ngoài tiền. Người phụ nữ này đã đi theo một đoạn đường rất dài, mặc cho họ đã từ chối hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, các nhà sư đánh đưa cho bà một đĩa CD về kinh Phật để kết duyên. Lúc này bà mới có thể buông bỏ nỗi ám ảnh về việc dùng tiền để bố thí. Đôi mắt bà rưng rưng, hai tay chắp vào nhau và im lặng nhìn các nhà sư rời đi. Hành trình của họ đã được ghi lại bằng bộ phim tài liệu tạm dịch là Con đường cổ dẫn đến giác ngộ, được phát hành vào năm 2011. Đây là bộ phim tài liệu Phật giáo tại Trung Quốc, ghi lại quá trình hành khất của các nhà sư
với độ dài 5 giờ 50 phút được chia thành 13 tập. Nội dung kể về hành trình các nhà sư đi hành khất và truyền bá tinh thần Phật giáo. Qua đó, giải thích những lợi ích và khó khăn khác nhau bằng ngôn ngữ đơn giản trong cuộc sống. Đồng thời, bộ phim tài liệu này còn thể hiện vẻ đẹp và giới luật của nhà sư, dùng để giúp đỡ thế gian, dần dần tiến đến cảnh giới tự giải thoát và thanh lọc lòng người. Trong suốt quá trình xem phim, mọi người sẽ cảm nhận được sự thần kỳ và sức mạnh tinh tế vì tấm lòng bình thường của những nhà sư không trọng vật chất mà cảm thấy thích thú. Họ không vì bản thân mà cảm thấy đau lòng, một lòng tận tâm cứu độ chúng sinh. Ngoài ra, người xem còn vì lòng tốt rộng lượng của các thí chủ, vì trái tim luôn luôn đặt lợi ích của xã hội lên hàng đầu mà cảm thấy tâm hồn được thanh lọc. Đức Phật dạy rằng, có 8 nỗi khổ ở đời, đó là sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạch. Mọi sự đau khổ của thế giới hầu hết đều bắt nguồn từ đây. Mọi rắc rối trong cuộc sống chẳng qua là do những ham muốn không được thỏa mãn về danh vọng, của cải, sức khỏe, tình yêu, tình bạn, gia đình, tự do, vân vân. Một ngày nào đó khi dục vọng của con người không được lấp đầy, chúng ta hãy học cách buông bỏ lòng tham, sự sân si và học cách dung hòa với mọi hối tiếc trong cuộc sống. Có lẽ đây là một trong những bài học làm người. Bồ đề không phải là cây, không phải là gương, không phải dài, chẳng phải là gì cả, giống như lời Phật dạy. Vạn vật như cái bóng của giấc mộng huyền ảo, những thứ liên quan cũng chỉ là hư vô. Nhà sư cuối cùng ở núi Nga Mi. Một video được quay tại chùa Báo Quốc ở núi Nga Mi về hình ảnh thật sự của lão sư Thông Vĩnh vào năm ông 108 tuổi. Có thể quan sát thấy đồ đệ của lão sư Thông Vĩnh là Ôn Kiện đã thể hiện một động tác võ thuật của Hầu Quyền. Đây là môn võ công được mô phỏng từ các kỹ thuật của loài khỉ. Lão sư Thông Vĩnh cả một đời dành hết sức lực và tinh thần của mình nơi cửa Phật. Tinh thần, ý chí không nằm ở tuổi tác. Ông cứ thế trở thành một huyền thoại trên ngọn núi vốn có nhiều huyền thoại này. Cuộc đời đức hạnh của lão sư Thông Vĩnh. Là một nhà sư lỗi lạc, được ví như một truyền thuyết của núi Nga Mi, lão sư Thông Vĩnh được thế giới biết đến là nhà sư cuối cùng của ngọn núi linh thiêng này. Mặc dù Thông Vĩnh lão sư chưa từng tiết lộ trình độ võ thuật của mình, nhưng nhiều người biết rằng võ công của ông ấy rất cao cường, đặc biệt là Hầu Quyền. Trong cuộc đời của mình, lão sư Thông Vĩnh đã từng đánh bại nhiều võ sư và cũng từng tỉ thí võ thuật với Hải Đăng Pháp Sư, một vị cao tăng bí ẩn của Thiếu Lâm. Vào thời kỳ cách mạng văn hóa, khi Hồng vệ binh lấy danh nghĩa đấu tranh và phá bỏ những hủ tục để xông vào chùa, sử dụng bạo lực để phá hoại và đàn áp những tăng nhân trong chùa, thì lão sư Thông Vĩnh luôn đứng ra bảo vệ tượng Phật và tất cả mọi người trong chùa bằng tất cả lòng dũng cảm và sức mạnh to lớn của mình. Ông luôn chăm chỉ rèn luyện bản thân mình hàng ngày, nên dù đã hơn 100 tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh, tư duy nhanh nhạy, trí nhớ còn tốt hơn cả những người trẻ tuổi. Lão sư Thông Vĩnh luôn dân dạy học trò rằng ý chí không nằm ở tuổi tác, tuổi càng cao càng phải có đức hạnh. Tất cả mọi người đều xem ông như một vị Bồ Tát chân chính, bởi ông luôn xem những ngôi chùa như chính ngôi nhà của mình và vô cùng yêu mến ngọn núi Nga Mi này. Lão sư Thông Vĩnh còn được mọi người nể phục và hết mực kính trọng bởi tấm lòng tốt bụng của ông đối với mọi người. Lão sư Thông Vĩnh sinh ra ở huyện Đại Phương, tỉnh Quý Châu vào năm 1899. Ngay từ lúc nhỏ, ông đã có niềm đam mê rất lớn với võ thuật và đã sớm bái sư học nghệ. Tuy nhiên, cho đến vài năm sau, khi tình hình đất nước hỗn loạn, lão sư Thông Vĩnh nhận ra rằng võ thuật không thể giải quyết các vấn đề xã hội. Do đó, ông quyết định từ bỏ võ thuật và chuyển sang xuất gia tu hành theo Phật giáo khi chưa đầy 20 tuổi. Mặc dù lão sư Thông Vĩnh không được học hành nhiều, nhưng ông rất kiên định với các lựa chọn trong cuộc đời của mình và luôn chuyên tâm vào tu luyện. Trải qua muôn vàn khó khăn thử thách gặp phải trong cuộc sống để rèn giũa bản thân, ông luôn dốc sức thực hành theo tinh thần hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, và theo cách này, lão sư Thông Vĩnh đã đạt được thành tựu của riêng mình. Trong thời gian tu hành tại chùa Đại Bình ở núi Nga Mi, lão sư Thông Vĩnh đứng ra đảm nhận làm tất cả những công việc nặng nhọc trong chùa. Mỗi ngày, ông đều dành toàn bộ thời gian để chặt củi, khuân vác và vận chuyển dầu, gạo, củi, muối và các nguyên vật liệu cần thiết hàng ngày cho chùa. Tuy những việc này rất vất vả, nhưng ông ấy không có một lời phàn nàn. Ông chỉ xem những khó khăn này như là một sự tôi luyện cho bản thân. Mỗi lần trên đường ngược xuôi chở hàng, ông đều bước từng bước
và thẩm niệm Phật hiệu trong tâm không ngừng. Năm 1944, Lão Sư Thông Vĩnh được xuất gia tại tu viện Văn Thù ở Thành Đô. Ông chịu trách nhiệm gánh nước nuôi dưỡng các nhà sư hàng ngày trong suốt 2 năm, không một ngày ngừng nghỉ. Vào năm 1949, khi Lão Sư Thông Vĩnh đang đi truyền giáo tại chùa Đại Bảo ở quận Ngũ Thông Kiều, thì gặp phải tình trạng thiếu lương thực trầm trọng tại ngôi chùa này. Để góp một phần sức lực cải thiện tình trạng khó khăn thiếu thốn này, ông ấy đã đến làm việc trong một cửa hàng thực phẩm tư nhân ở một thị trấn nhỏ cách chùa Đại Bảo hơn 10 km. Hàng ngày ông đều đi sớm về trễ, làm hết tất cả những việc nặng nhọc tại cửa hàng mà không ngại khó khăn. Toàn bộ số tiền mình kiếm ra từ công việc này đã được ông quyên góp cho ngôi chùa để cải thiện tình trạng thiếu thốn của nơi này. Những nhà sư tại chùa Đại Bảo đều rất khâm phục và kính trọng ông. Sự giác ngộ thực sự khiến Lão Sư Thông Vĩnh một lòng hướng Phật. Vào một khóa thu thiền lần thứ 7 được tổ chức tại chùa Tịnh Độ ở núi Nga Mi, do vị trưởng lão cư sĩ Viên Hoán Tiên, một tổ sư thiền ở Tứ Xuyên chủ trì, Lão Sư Thông Vĩnh được giao phó việc đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ các nhà sư. Ông đã chú tâm hoàn thành tốt mọi thứ, không ngại gian lao, không một lời oán thán. Cho đến ngày thứ 4 của khóa tu này, cuối cùng ông cũng được vào thiền đường tham gia và lập ước nguyện với Văn Thù Bồ Tát. Vào lúc đó, Lão Sư Thông Vĩnh ấy đã thực sự giác ngộ. Ông ngay lập tức đã thỉnh giáo Quảng Khâm Đại Sư để xác nhận về tâm lý thiền mà ông ấy vừa giác ngộ được. Sau khi được Quảng Khâm Đại Sư chính thức xác nhận về sự giác ngộ của Lão Sư Thông Vĩnh, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời ông. Từ đó, ông hết lòng quy y cửa Phật và luôn niệm Phật trong suốt cuộc đời của mình cho đến khi qua đời. Cuộc sống hàng ngày của Lão Sư Thông Vĩnh cho đến trước khi qua đời vẫn không ngừng tụng kinh niệm Phật. Mỗi ngày ông đều ngồi trên một chiếc ghế tre, tay cầm chẳng hạt và không ngừng niệm Phật. Ông ấy vừa niệm Phật vừa cầm chẳng hạt trao tặng cho những người hữu duyên, đồng thời tha thiết khuyên họ tiếp tục niệm Phật bởi đây là con đường đúng đắn. Trong nhiều năm qua, ông đã gửi tặng hàng chục nghìn chuỗi hạt cho hàng chục nghìn người hữu duyên. Bằng cách này, ông đã gieo hạt giống Phật quả cho tất cả chúng sinh. Sau thời kỳ giải phóng, có một thời gian các nhà sư bị ép ăn mặn, thậm chí còn bị ép quay trở lại cuộc sống thế tục. Những người từ chối sẽ bị đóng dấu lên người, chỉ trích và làm nhục công khai. Để giải quyết vấn đề này, thì mỗi buổi sáng, Lão Sư Thông Vĩnh sau khi ăn chay tại chùa sẽ nướng một mẩu bánh mì nhỏ để mang theo lên núi đi làm. Vào buổi trưa, ông sẽ ăn bánh mì đã nướng lúc sáng, và cho đến lúc đêm xuống, ông ấy sẽ nhịn đói mà không ăn gì cả. Trong những năm tháng khó khăn ấy, ông luôn kiên quyết ăn chay, sống một mình và khổ hạnh để giữ vững bản chất của người xuất gia. Năm 1978, sau khi tình thế loạn lạc được khắc phục, quyền kiểm soát ngôi chùa ở núi Nga Mi cuối cùng đã được trao lại cho các nhà sư quản lý độc lập. Lão Sư Thông Vĩnh cũng có thể mặc lại áo cà sa, nhưng vì chùa Tịnh Độ đã bị phá hủy, nên ông chỉ có thể chuyển đến chùa Vạn Niên và sống ở đó trong một thời gian dài. Năm 2007, sau khi biết Liên hoan Võ Phật Nga Mi Quốc tế Tứ Xuyên Trung Quốc lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại núi Nga Mi, Sư cụ Thông Vĩnh vui mừng khôn xiết, vì vậy ông đã thu nhận 7 người đệ tử. Buổi lễ thu nhận đã được tổ chức tại chùa Báo Quốc. Ông đã tự mình ban pháp danh cho 7 người đệ tử này, khuyến khích họ bảo vệ và phát triển võ thuật Nga Mi truyền thống. Vào sáng ngày 28 tháng 4 năm 2010, Sư cụ Thông Vĩnh đã ra đi thanh thản tại chùa Báo Quốc ở núi Nga Mi, hưởng thọ 111 tuổi. Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn đối với giới võ thuật Nga Mi, nhưng tinh thần của ông sẽ được truyền từ đời này sang đời khác, như ông đã nói rằng, ý chí không nằm ở tuổi tác. Nico lưu lạc bốn phương, đi khắp Tây Tạng và coi tất cả chúng sinh như con ruột của mình. Một số người nói rằng, khi họ lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, trái tim họ đã tan chảy với sự thuần khiết và vẻ đẹp của bà. Vẻ đẹp ở đây không phải là vẻ đẹp bề ngoài, mà chính là nguồn năng lượng tích cực mà bà ấy mang lại. Không khó khăn nào có thể ngăn nổi bước chân của bà ấy. Đối với bà Anirisang, tất cả chúng sinh đều quý giá như con của mình. Vì vậy bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người khác và sinh con. Bà ấy tên là Anirisang, một nữ tu sống cuộc đời như bao nữ tu khác trên vùng đất Tây Tạng. Một nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn nổi tiếng Hamid Sara đã tiết lộ hành trình dài và gian khổ của Anirisang. Một ni sư đã đi xuyên bộ qua vùng đất rộng lớn của Tây Tạng để đến một tu viện xa xôi qua một bộ phim tài liệu. Trên đường đi, bà ấy đã nghe được những lời minh triết từ những bậc thầy có nhiều kinh nghiệm tu hành.
bà Annie Rishang cũng đã viếng thăm nhiều ngôi đền nổi tiếng. Theo một truyền thuyết lâu đời rằng, địa hình cao nguyên xứ Tây Tạng có hình dạng của một ma nữ đang nằm rất ác độc, chuyên ăn thịt người. Nhằm trấn yểm và ngăn chặn thần lực của ma nữ La Sát tung tràn lên thế gian, người Tây Tạng đã xây các tu viện Phật giáo tại những điểm yếu huyệt của con ma nữ này. Người ta nói rằng tuyến đường mà bà đang đi nhắm đến những tu viện yếu huyệt này. Điểm dừng chân đầu tiên của bà là thị trấn Nha Trân, điểm yếu huyệt trên vai của ma nữ, cũng là nơi tập trung của các bậc thầy yogi. Annie Rishang ban đầu dự kiến đến thăm một bậc thầy yogi ở đây, nhưng không may người này đã qua đời vài tuần trước. Một số lượng lớn các tín đồ đã tập trung tại đây để bày tỏ lòng thương tiếc với bậc thầy yogi này. Và thế là bà Annie Rishang vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên đường đi, bà đã hái một vài loại hoa để ăn. Đây là một phương pháp kéo dài tuổi thọ của người Tây Tạng cổ xưa. Sau một quãng đường dài, bà Annie Rishang đã đến được chùa Yokhang. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ, nhưng bà cảm thấy nơi này không còn giống như một ngôi chùa, mà giống một trường đại học hơn, vì quy chế mới bắt buộc các tu sinh phải học tiếng Trung Hoa. Nhưng ni sư đã lớn tuổi, khó học ngoại ngữ như những người trẻ. Vì vậy, sau một thời gian ngắn viếng thăm ngôi chùa này, bà Annie Rishang đã rời khỏi Tây Tạng và tiếp tục hành trình đến chùa Sơ Tar. Nơi này hiện có hơn 50.000 nhà sư tu học mỗi ngày, và bà được dẫn đến thăm một đạo sư ở đây. Vị đạo sư nói với bà rằng hiện nay ngày càng có nhiều người trở nên giàu có nhưng thiếu thốn về tinh thần. Hạnh phúc của một người phụ thuộc vào hạnh phúc của tất cả mọi người. Đây là cách một hành giả giác ngộ nhìn thế giới. Bà Annie Rishang quan sát thấy có khoảng hơn 10 nữ tu đang cùng nhau ngồi thiền trên đỉnh núi. Những người ở đây nói rằng họ đã thiền định tại đó trong một thời gian dài và có thể nhìn thấy được họ đã có sự thay đổi lớn. Trạng thái tinh thần trở nên rất điềm tĩnh so với trước đây. Bà Annie Rishang cũng theo chân họ đến vách đá để thiền định. Để vượt qua đoạn đường này, bà phải vượt qua một con sông lớn, những ngọn núi đầy bão cát, và cuối cùng bà đã đến một hồ nước linh thiêng. Khi đến hồ nước này, bà ấy linh cảm rằng mình sắp được gặp một vị yogi tuyệt vời. Quả thật như vậy, vị yogi với bộ râu và tóc dài tự nhiên có phần xòe xòa trước mặt bà ấy, được dân làng gọi là vị thánh điên. Bà Annie Rishang đã xin ông ấy một số lời khuyên về thực hành tâm linh. Nhưng vị yogi này chỉ nói rằng cốt lõi của con đường này là coi tất cả chúng sinh như những đứa con của mình. Cả hai người cùng chìm vào không gian tĩnh lặng. Sau đó bà Annie Rishang đưa ra một vài câu hỏi, mong nhận được thêm lời khuyên từ ông ấy. Nhưng yogi đã nhắm mắt lại và không nói một lời nào. Sau đó vị yogi đưa Annie Rishang đến hồ nước và cùng nhau cúng dường. Ông đã nói với Annie Rishang rằng nếu bà không sở hữu bất kỳ vật nào có giá trị, thì họ sẽ có thể tưởng tượng viên đá như một viên kim cương mà cúng dường. Từng chút một, rồi cũng sẽ tạo nên một bức tường. Bây giờ dù bà chưa hiểu cũng không sao. Annie Rishang chỉ có thể từ từ hiểu mấu chốt thông qua lòng trắc ẩn của chính mình. Dù tâm là trống rỗng, nhưng nhận thức sâu sắc luôn hiện diện. Trong cuộc trò chuyện này, vị yogi đi trên tuyết bằng đôi chân trần của mình. Và trong suốt quãng đường đi, ông đã chia sẻ với Annie Rishang rất nhiều chân lý sâu sắc, khiến bà vô cùng cảm động. Ông ấy cũng thể hiện kỹ năng yoga nội hỏa của mình bằng việc cởi trần để ngồi thiền dưới thác nước, nhưng vẫn không cảm thấy lạnh. Sau cuộc gặp gỡ, vị yogi bắt đầu một cuộc hành hương ngược hướng với bà Annie Rishang. Theo truyền thống độc đáo, tam bộ, ngũ thể, nhập địa của Tây Tạng, vị yogi này cứ đi ba bước lại bái lạy một lần sát mặt đất bằng toàn thân, và sẽ bái lạy như thế suốt hàng ngàn cây số đến El Hasa. Ông cũng không nhận tiền cúng dường của dân làng lúc khởi hành. Sau khi từ giã vị yogi này, bà Annie Rishang tiếp tục một cuộc hành trình đi về hướng đông. Bà ấy đã đi bộ hàng ngàn km, nhưng đích đến vẫn còn rất xa. Với sức mạnh tuyệt vời, bà Annie Rishang đã leo hết ngọn núi tuyết này đến ngọn núi tuyết khác. Cuối cùng, sau bao gian khổ, bà ấy đã đến được nơi mà mình mong muốn. Đó chính là một ni viện rất yên tĩnh. Căn phòng nhỏ được đào sâu vào hang động này là nơi thiền định của nhiều vị ni sư. Ni viện của họ nằm ở một nơi hẻo lánh,
tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và chỉ dùng để tập trung vào việc tu tập. Họ dựa vào việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc để tự nuôi sống bản thân và sử dụng chất thải của bò làm nhiên liệu đốt. Tất cả những ni sư ở đây đều đồng loạt thực hành thiền định theo nhóm bằng cách thấm ướt tấm trải giường và mặc vào. Sau đó xếp hàng ngoài trời gió lạnh để làm khô tấm trải giường bằng hơi nóng của chính họ. Công việc này sẽ được thực hiện 4 lần một ngày. Tại tu viện, bà Annie Risang đã được tu viện trưởng chia sẻ rất nhiều về những tác dụng của thiền định. Trong đó, những học viên thành công có thể kéo dài tuổi thọ của họ mà không bị nhiễm bệnh. Những ni sư này sẽ không ngủ trên giường mà ngồi thiền. Thông qua việc kiểm soát hơi thở và các bài tập đặc biệt, họ có thể thiền định liên tục từ ngày này qua ngày khác. Sau đó họ sẽ có khả năng làm chủ năng lượng và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Cơ bản đầu tiên là phải thành thạo yoga về sức nóng kỳ diệu. Sau đó chứng minh bằng cách đi dạo quanh tu viện trong thời tiết đóng băng, khi chỉ mặc trên người một lớp áo mỏng manh. Người ta nói rằng một người thành tựu vĩ đại có thể tu luyện thành pháp môn hóa thân thành cầu vồng. Tuy được nghe những lời giáo pháp hữu ích ở tu viện trên núi đá, nhưng bà Annie Risang vẫn tiếp tục cuộc hành trình đến các tu viện khác được xây trên các yếu huyệt của ma nữ. Bà đi khắp nơi làm nhiều việc tốt cho mọi người mà không mong cầu gì về mình. Bà Annie Risang đã đi tu từ năm 23 tuổi, cho đến bây giờ bà đã 55 tuổi và vẫn tiếp tục vì lợi ích của chúng sinh. Không ai biết bà sẽ tiếp tục như thế này trong bao lâu. Có thể giống như bà đã nói rằng sẽ từ bỏ mọi nỗ lực để đạt được những vật chất bên ngoài, bằng cách tìm thấy cảnh giới trong nội tâm và ở đó chỉ để quan sát mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên. Không giống như những đau khổ trần tục, những khó khăn mà Annie Risang vượt qua này đưa bà đến gần hơn với trí tuệ để nhận ra bản chất thật sự của mình. Hành giả vô danh qua đời trong tư thế thiền định, để lại nhiều hạt xá lợi châu nhỏ. Một hành giả đã qua đời trong tư thế thiền định, sau 5 ngày kể từ khi ông chút hơi thở cuối cùng, cơ thể ông ấy không bị thối rữa và trái tim ông vẫn còn ấm áp. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sau khi hỏa táng thân xác của vị hành giả này, người ta nhìn thấy rất nhiều hạt màu trắng nhỏ đọng lại trong lớp tro cốt. Ông ấy rốt cuộc là ai? Vì sao có thể để lại xá lợi như những vị cao tăng tu hành đắc đạo? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hiện tượng kỳ bí của vị hành giả này sau khi qua đời trong video ngày hôm nay. Một đoàn làm phim đã bất chấp mưa gió để đến thăm nơi mà vị hành giả này đã qua đời. Tại đây, họ đã được người dân làng kể lại những câu chuyện thú vị về cuộc đời của một vị thiền sư kỳ lạ. Nơi thiền của ông nằm trên một sườn đồi cách ngôi làng khoảng tầm 40 phút di chuyển. Vào ngày ông qua đời, vô số các hành giả khác đều tập trung trước túp lều thiền của ông để thiền định. Trong những giây phút cuối đời, vị hành giả đã ở trong túp lều này để chiêm nghiệm lại quãng thời gian trong suốt 30 năm cuộc đời của mình. Nằm trên vách núi treo leo, túp lều nhỏ này là nơi hàng ngày ông ngồi trong đó để thiền định. Ngay cả lúc ngủ, ông cũng giữ nguyên tư thế ngồi của mình. Ở vị trí ngồi này nhìn ra khiến tâm trạng của người hành thiền vô cùng bình yên. Thông qua cửa sổ túp lều, vị hành giả có thể nhìn thấy những khung cảnh núi non tráng lệ bên ngoài. Cảnh thiên nhiên bên ngoài gần như đối lập với hình ảnh bên trong túp lều. Không gian bên trong túp lều rất đơn giản, với một vài vật dụng cơ bản và các vật nghi lễ để thiền định. Mặc dù nhiều năm qua, dân làng muốn lắp đặt cho ông một bếp lò bên trong, nhưng vị hành giả này đều từ chối. Túp lều này đã trở thành sợi dây liên kết giữa ông và dân làng. Những người dân thường xuyên đến đây để thăm hỏi, nghe lời chỉ dạy của ông mỗi lần họ cảm thấy khó khăn và mất phương hướng trong cuộc sống. Qua cửa sổ, vị hành giả này có thể trả lời các câu hỏi của dân làng, cũng như dân làng có thể trò chuyện với ông một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chưa một ai được trực tiếp nhìn thấy mặt của ông ấy. Bên cạnh túp lều nhỏ cũng có một thung lũng rộng lớn. Bên trong thung lũng là một hang động khổng lồ. Nhiều hành giả khác đã đến và tu hành ở đây. Họ để lại dấu chân trên đá như một minh chứng rằng mình đã từng nhập thất tu hành tại nơi này. Các nhân viên trong đoàn làm phim cũng đã tìm được một loạt dấu chân trên nóc túp lều thiền định của vị hành giả này trước khi ông ấy qua đời. Nhiều người cho rằng dấu chân này do ông ấy để lại trong quá trình tu tập của mình. Sau nhiều ngày không đến, vào một ngày kia, khi mọi người lại đến thăm ông như thường lệ, sau vài tiếng gọi vẫn không nghe thấy ông trả lời, mọi người bèn nói với nhau rằng sẽ ở bên ngoài chờ đợi, vì họ nghĩ có thể lúc đó vị hành giả này đang nghỉ ngơi.
Nhưng họ đã đợi rất lâu vẫn không thấy ông gọi mọi người như những lần trước. Một người dân làng đến bên cửa sổ, lớn tiếng hơn một chút để gọi ông, nhưng không khí vẫn vô cùng im lặng. Điều này không giống ông thường ngày chút nào, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Sau khi bàn nhau một lúc lâu, họ quyết định mở cửa vào trong, điều mà họ chưa từng làm trong mấy chục năm qua. Bởi vì sự khác thường của ông khiến dân làng rất bất an. Dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi và chỉ có một mình. Khi mở cửa bước vào, mọi người sững sờ nhìn thấy ông ấy ngồi im bất động dưới tư thế thiền. Ông đã viên tịch trong lúc thiền định. Gương mặt ông ấy vô cùng an nhiên và bình yên. Sau khi một bác sĩ trong làng kiểm tra tình hình của ông, họ đã thông báo có lẽ thời gian ông viên tịch là cách đây khoảng 5 ngày. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi được phát hiện, cơ thể ông không hề lạnh lẽo hay có dấu hiệu thối rữa, mà thậm chí còn hơi ấm. Tất cả những hiểu biết của mọi người về vị hành giả bí ẩn này chỉ được tiết lộ sau khi ông viên tịch. Đoàn làm phim là một trong những người vinh dự được bước vào phòng của ông. Các đồ vật nghi lễ của ông được trưng bày ngay ngắn. Bên cạnh là nhiều bức chân dung của ông ấy do các học viên đã từng được nhìn thấy ông ấy vẽ nên. Họ treo chúng lên tường để kỷ niệm và để những người có dịp đến thăm túp lều của ông sau này được chiêm ngưỡng chân dung của bậc hành giả này. Một bức ảnh của vị hành giả này nhiều năm trước cũng được tìm thấy. Đây cũng chính là bức ảnh những người dân trong làng đã sử dụng để đưa ông ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi hỏa táng, vị hành giả sẽ được đặt trong một lò hỏa táng được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho ông. Mọi người đều không biết rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là phép màu. Nhưng khi bắt đầu lễ nghi hỏa táng, có một cầu vồng đôi cùng xuất hiện xung quanh mặt trời. Điều này gần giống như hiện tượng hồng hóa thành cầu vồng ở các cao tăng đã tu luyện đến một trình độ nhất định. Khi tu đạt thành công, khi viên tịch có thể hóa cơ thể thành ánh sáng cầu vồng sau khi hỏa táng, hoặc trực tiếp biến mất dần trước mắt mọi người. Sau khi kết thúc buổi lễ, lò hỏa táng sẽ được niêm phong trong 7 ngày. Có rất nhiều người dân Tây Tạng không ngại xa xôi đã đến đây để đảnh lễ, mặc cho đường xá lúc này rất trơn trượt và lầy lội. Sau 7 ngày, lò hỏa táng được mở ra. Mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều hạt nhỏ màu trắng như ngọc trai đọng trên những bông hoa giả bên cạnh. Người Tây Tạng nói rằng những viên xá lợi này được hình thành từ xương cốt của vị hành giả. Ông ấy dành chúng để làm quà tặng cho các học viên. Hy vọng họ sẽ có thêm niềm tin và ý chí để tiếp tục thực hành những lời mà Đức Phật đã dạy. Đối với những nhà sư, đây là một điều rất hạnh phúc và xúc động. Bởi vì đây là lần đầu tiên họ được trực tiếp nhìn thấy hiện tượng này. Đây cũng là bằng chứng cho thấy họ đã từng có một vị hành giả tuyệt vời ở bên cạnh mình. Ông ấy không cần nhiều người biết đến, thậm chí không quá nhiều người biết tên. Không cần một ngôi chùa khang trang để thoải mái tu học, chỉ cần một túp lều nhỏ. Thông thường những vị hành giả sẽ giữ bí mật về thành tựu của mình trong suốt cuộc đời. Chỉ khi đến lúc cử hành nghi lễ hỏa táng, mọi người mới có thể thấy được kết quả của sự tu tập tâm linh như một minh chứng quý giá cho thành tựu của vị hành giả này. Những học viên của ông đã quyết định chia sẻ phước lành cho dân làng với những di vật này để truyền đạt trí tuệ, lòng trắc ẩn của ông. Vị hành giả này đã dùng cả đời của mình để thiền định và giải đáp những câu hỏi của những người dân trong làng. Sau khi viên tịch, những thành tựu mà ông để lại vẫn còn tác động sâu sắc đến người dân Tây Tạng và soi sáng trái tim mỗi người. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.